chương 401, còn cả ông nữa tuy nhiên, đối với điều này, Lưu Tam Gia lại hoàn toàn không để Diệp Thu vào mắt. Trong mắt lão ta, Diệp Thu cũng chỉ là một thằng nhóc liều lĩnh chỉ biết buông lời hung ác dọa dẫm mà thôi. Hạng liều lĩnh lỗ mãng thế này, ông ta gặp không biết bao nhiêu kẻ rồi. Trước đây, những thế lực có ý đồ với hội sở Hàn Sơn cũng từng phái rất nhiều người đến đây. Kết quả ban đầu tung ra một đống lời đe dọa nạt nộ, nhưng cuối cùng, khi bên phía lão ta vừa thể hiện ra thực lực thì lập tức khiến chúng hãi tới mức vãi tè, quỷ gối xin tha. Trong mắt Lưu Tam gia. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Thu thậm chí còn chẳng bằng đám người đó nữa là Một con sâu cái kiến mà thôi, lão ta phủi tay cái là chết Há 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 Lưu Tam gia lắc đầu cười khẩy đầy khinh thường Sau đó lão ta nhìn Diệp Thu, vẻ mặt ngang ngược nói Danh con, Mày có biết bây giờ mày đang làm gì không? Để tao nói một cách chân thực cho mày biết nhé, hành động bây giờ của mày chẳng khác nào tìm đường đi đầu thai đâu. Mày đã từng nghe qua danh tiếng của hội Sở Hàn Sơn chưa? Đối với khách đến đây chơi bời thì hội Sở Hàn Sơn chính là thiên đường, còn đối với đám người thích đến đây gây sự như mày thì hội Sở Hàn Sơn lại chính là địa ngục, hơn nữa, còn là địa ngục 18 tầng. Bây giờ tốt nhất là mày mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao cầu xin sự lượng thứ của tao, nếu không, tao đảm bảo, tối nay chắc chắn mày sẽ bị chặt thành tám mảnh. Ồ, thế cơ à? Diệp Thu híp đôi mắt lại, sau đó nhìn Lưu Tam ra, thản nhiên hỏi, nói vậy tức là thông báo vừa rồi của tôi, ông không định chấp hành đúng chứ? Chấp hành cái bếp ấy. Lưu Tam gia xa sầm nét mặt, trừng mắt nhìn Diệp Thu, hung ác nói, oát con. Tao không giết mày thì có phải mày thật sự tưởng rằng mình là kẻ tai to mặt lớn lắm đúng không? Tao đây chỉ là lười giết mày mà thôi. Cái hạng nhãi nhép như mày mà cũng dám ra vành ra vẻ đến thông báo cho tao. Tưởng mình thuộc họ mèo có chín cái mạng chắc. Mày CMN giỏng tai lên nghe cho kỹ đây, chuyện giữa tao và Lạc Y Y chưa xong đâu, đừng nói là cô ta trả lại đồ cho tao, dù cô ta có dập đầu xin lỗi tao cũng vô ích, dám to gan trêu đùa tình cảm của tao, lần này, tao nhất định phải có được cô ta. Nghe nói cô ta còn nhận nuôi một đám con hoang nữa đúng chứ? Đợi tao ngủ với cô ta xong, tao còn phải giết từng đứa chúng nó trước mặt cô ta, chặt đám con hoang đấy thành tám khúc, như thế mới có thể tiêu tan được nỗi hận trong lòng tao, hiểu chưa? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Thu lập tức âm trầm, anh híp mắt lại, lạnh lùng nói, ông thật sự đã tặng tôi lý do để buộc phải giết ông đấy. Giết cái CMM ấy. Lưu Tam Gia lập tức chửi ầm lên. Sau đó, ông ta nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng sau lưng Diệp Thu, ra lệnh a báo bắn chết nó cho tôi nghe thấy mệnh lệnh của lưu tam gia a báo cũng sướng sờ trong ánh mắt hiện lên tia do dự vì ông ta biết chỉ cần mình ra tay chuyện ngày hôm nay e là sẽ không thể bàn bạc tiếp được nữa mà sợ đáng sợ của diệp thu vượt xa tưởng tượng của ông ta ông ta thật sự không muốn đối địch với diệp thu nhưng lưu tam gia đã ra lệnh ông ta cũng không thể không tuân theo chỉ có thể nghiến răng rút khẩu súng lục của mình ra, chĩa mũi súng vào Diệp Thu. Đúng lúc này, Diệp Thu quay đầu lại nhìn A Báo. Ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm ấy khiến cả người A Báo phát run, ánh mắt này khiến ông ta cảm thấy như rơi vào hố băng, không rét mà run. Ông ta cứng đờ tại chỗ, chậm chạp không dám nổ súng. Nói thật, đây là lần đầu tiên ông ta đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ như thế. Ông ta từng làm lính đánh thuê cũng từng giết rất nhiều người, trên tay nhiễm đầy máu tươi. Sớm đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt của Diệp Thu lại khiến lông tơ sau lưng ông ta dựng đứng, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ. Giống như đối diện với mãnh thú hồng hoang, thật sự quá đáng sợ. A báo, ông còn do dự cái gì nữa, mau nổ súng đi. Lưu Tam gia thấy A báo trần trừ mãi không nổ súng cũng sốt ruột, vội vàng dục ông ta, nghe vậy a báo mới bình tĩnh lại ông ta cắn răng hạ quyết tâm sau đó ngón trỏ cong lại định kéo cò tuy nhiên ngay giây sau tiếng nổ súng quen thuộc lại chưa vang lên a báo sững sờ ông ta vội vàng cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình chỉ thấy nơi đó đã không còn gì nữa khẩu súng trước đó còn nằm trong tay ông ta vậy mà lại biến mất rồi điều này khiến vẻ mặt a báo tràn ngập sự kinh ngạc và nghi ngờ nhưng đúng lúc này một giọng nói hóm hỉnh vang lên bên tai a báo ông đang tìm cái này sao nghe thấy lời này a báo kinh hãi biến sắc vừa định quay đầu lại nhưng lúc này một vật thể lạnh lẽo kể sát thái dương ông ta là một kẻ dùng súng thành thạo tất nhiên ông ta biết đó là thứ gì chính là họng súng điều này khiến cả người a báo cứng đờ lập tức không dám động đậy nữa ông ta liếc mắt nhìn sang bên cạnh thấy Diệp Thu đang cầm một khẩu súng, chĩa thẳng hỏng súng vào đầu ông ta. Mà khẩu súng này chính là khẩu mà ông ta cầm lúc nãy. Thấy thế, trong ánh mắt A Báo lập tức tràn đầy sự kinh hãi. Vì khoảng cách giữa ông ta và Diệp Thu lúc nãy ít nhất cũng phải khoảng tầm 3 đến 4 mét. Với khoảng cách dài như thế, Diệp Thu lại có thể lặng lẽ không một tiếng động đi tới bên cạnh ông ta và cướp mất khẩu súng của ông ta, chĩa nó lên đầu ông ta, mà từ đầu đến cuối, ông ta lại không hề nhận ra dù chỉ một chút, thậm chí còn không biết súng đã bị cướp từ lúc nào. Tốc độ này đã không thể dùng chữ nhanh để hình dung nữa rồi. Phải gọi là quỷ dị mới đúng, quá quỷ dị rồi, nếu không phải Diệp Thu đang sống sờ sờ đứng ở đây. Ông ta còn tưởng Diệp Thu là quỷ ấy chứ. Xem ra ông nhớ kỹ cảnh cáo của tôi lúc ở trong ngõ rồi, thế mà vẫn dám rút súng ra trước mặt tôi cơ đấy nhỉ. Diệp Thu nhìn A báo cười khẩy hỏi, tôi không làm khác được, mỗi người một chủ, tam gia có ơn với tôi, mệnh lệnh của ông ấy, tôi không thể không nghe theo. A báo nghiến răng, vẻ mặt khó coi nói, thế ông có đồng ý chết vì ông ta không? Diệp Thu nhếch khóe môi, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi, tôi, A báo trần trừ, thời gian trả lời hết rồi, lên đường đi. Diệp Thu cười khẩy nói, vừa dứt lời, anh lập tức bóp cò, Bằng, tiếng nổ súng vang lên viên đạn bắn xuyên qua đầu A Báo. Cơ thể A Báo cứng nở 3 giây rồi đổ rầm xuống đất, chết ngắc. Cảnh tượng này khiến Lưu Tam ra há hốc, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Từ đầu đến cuối, ông ta thậm chí còn chưa kịp hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Vậy mà Diệp Thu đã bắn chết A Báo rồi. Ra tay quyết đoán, thẳng thắn, không hề chần chừ do dự. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của Lưu Tam gia. Mà đúng lúc này, Diệp Thu quay sang nhìn Lưu Tam gia. Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến cả người Lưu Tam gia run bẩn bật một cách mất tự chủ. Mày, mày định làm gì? chương 402, vua Giang Nam vừa dứt lời. Diệp Thư lập tức chĩa thẳng họng súng vào Lưu Tam Gia. Lưu Tam Gia mặt mày tái mét. Những cô gái ngồi cạnh ông ta đều sợ tới trắng bệch cả mặt, cơ thể không ngừng run rẩy. Danh con, mày dám giết tao? Mày có biết tao là ai không hả? mày có biết tao có thế lực mạnh đến mức nào chống lưng không hả mày có biết hậu quả sau khi mày giết tao nghiêm trọng đến mức nào không hả lưu tam ra hung tợn chừng mắt nhìn diệp thu nghiến răng sổ ra một chàng uy hiếp ồ nghiêm trọng đến mức nào thế diệp thu hít mắt vẻ mặt không hề nghiêm túc hỏi hừ nói ra e là sẽ khiến mày sợ chết khiếp lưu tam ra hừ một tiếng sau đó nhìn diệp thu Vẻ mặt Huynh Hoang nói, "Tao thấy mày ra tay cũng rất tàn nhẫn, chắc mày cũng là người trong thế giới ngầm, mày đã nghe qua danh hiệu Vua Giang Nam chưa?" "Vua Giang Nam?" Diệp Thu nheo mắt lại. "Phải biết là, Giang Châu là một thành phố khá đặc biệt. Một dòng sông lớn tên là Long Giang chảy qua giữa Giang Châu, chia thành phố này thành hai nửa. Phía bắc Long Giang là Giang Bắc, còn phía nam Long Giang thì là Giang Nam. Hiện tại Diệp Thu đang ở Giang Bắc." mà vị vua của thế giới ngầm ở Giang Bắc, gọi tắt là vua Giang Bắc, chính là Chu Thái. Còn về vua Giang Nam mà Lưu Tam gia nhắc tới, nếu anh đoán không sai thì hẳn người này chính là vị vua của thế giới ngầm ở Giang Nam. Chuyện này hơi thú vị đấy. Nghĩ đến đây, Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười nghiền ngấm, nhìn Lưu Tam ra hỏi, vậy ý ông tức là? Kẻ chống lưng cho ông chính là vị vua Giang Nam kia à? Quát con, mày cũng không quá ngu ngốc nhỉ, đúng rồi đấy. Kẻ chống lưng cho tao chính là vua giang nam." Lưu Tam gia đắc chí gật đầu, sau đó dựa vào ghế sofa, duỗi thẳng hai chân, vô cùng kiêu ngạo nói, "Bây giờ đã biết mình đắc tội với người ghê gớm thế nào chưa? Sợ rồi hả? Hối hận rồi hả? Tao không nói quá đâu, hôm nay nếu mày dám động vào dù chỉ là một sợi tóc của tao thôi thì lúc đó đừng nói là mày, tất cả những kẻ có liên quan đến mày đều sẽ phải chết, hiểu chưa hả?" "Đúng là cái thứ chó chết không biết tốt xấu." nghĩ mình biết đánh đấm tí là có thể vô địch thiên hạ hả? Trên thế giới này, có vài người đã được định sẵn là đẳng cấp mà loại con sâu cái kiến như mày cả đời cũng không thể đắc tội nổi đâu. Nói xong chưa? Diệp Thu đưa tay ngoáy lỗ tai mặt, vô cảm hỏi. Nói xong rồi, danh con, sao nào? Có phải mày đang định dập đầu xin lỗi tao không? Nếu mày thật sự biết sợ rồi thì mau quỳ gối với tao đi, như thế thì nếu mà tâm trạng tao tốt, chắc là tao có thể cho mày chết toàn thây đấy còn về việc tha cho mày thì đó là chuyện không thể xảy ra hôm nay dù mày có nói gì thì cũng đều phải chết thôi không ai có thể cứu được mày đâu lưu tam gia cười khẩy vẻ mặt ngạo mạn nói tôi cũng muốn tặng lại ông những lời y hệt đấy diệp thu thản nhiên nói gì mày có ý gì lưu tam gia lập tức biến sắc sau đó vội chừng diệp thu cố cứng miệng hỏi mày vẫn định giết tao danh con Mày nghe cho rõ đây, tao chính là người của vua giang nam. thế thì sao. dù vua giang nam có ở đây, ông ta cũng phải quỳ xuống cầu xin tôi, đồng thời còn to giọng nói, giết hay lắm, ông tin không. diệp thu nói với vẻ hóm hình. mày, mày nói nhảm, vua giang nam là người rất có quyền lực, sao có thể cầu xin mày được chứ. mày tưởng mày là ai hả. tao thấy mày bị điên rồi. lưu tam gia khinh thường nói. không tin à ông có thể gọi điện thoại xin giúp đỡ để xem ông ta sẽ nói thế nào diệp thu thản nhiên nói được 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 mày đợi đấy oát con mày xong đời rồi lưu tam gia chừng diệp thu hung ác nói sau đó ông ta vội vàng lôi điện thoại ra từ túi áo ra bằng tay phải đang run rẩy gọi điện cho trịnh sơn vua giang nam chỉ trong thoáng chốc điện thoại đã được kết nối lưu tam gia lập tức khóc lóc xin giúp đỡ trịnh gia có kẻ tấn công hội sở Hàn Sơn, còn định giết tôi nữa, bây giờ tên đó đang chĩa súng vào đầu tôi, tôi báo ra tên của ngài rồi nhưng cũng đều vô ích, ngài mau cứu tôi với. Ồ, còn có chuyện như thế sao? Trịnh Sơn nhíu mày, giọng điệu lạnh lẽo nói, xem ra kẻ này chán sống thật rồi, đến cả địa bàn của tôi cũng dám xông vào, còn định giết người của Trịnh Sơn này. Tên đó không biết ở giang châu này mà dám đắc tội với Trịnh Sơn tôi thì sẽ có kết cục thế nào sao? Trịnh gia, những điều nên nói tôi đều nói với tên đó hết rồi, nhưng cậu ta hoàn toàn không coi ngài ra gì, còn mặt dày nói, nếu ngài mà ở đây thì cũng sẽ sợ đến quỷ mọp xuống trước mặt cậu ta, thằng nhãi này thật sự quá ngạo mạn, ngài nhất định phải giúp tôi nhé. Lưu Tam gia vội vàng nói, hừ, thứ không biết tốt xấu này. Nét mặt trịnh sơn u ám, ông ta lạnh lùng nói, đưa điện thoại cho nó, tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám ngông nghênh như thế trước mặt trịnh sơn này. Vâng, ngài đợi một lát ạ. À? Lưu Tam ra gật đầu, sau đó vội đứng dậy, bật chế độ loa ngoài của điện thoại, đưa cho Diệp Thu, vẻ mặt huynh hoang nói, Trịnh ra, vua Giang Nam muốn nói chuyện với mày, danh con, vừa rồi mày ngạo mạn lắm cơ mà. Mong là mày đừng sợ đến mức vãi tè ra quần nhé. Diệp Thu không đáp lời, anh cầm lấy điện thoại. Alo, nghe nói mày rất to gan nhỉ, dám không coi Trịnh Sơn tôi là cái đinh gì, còn dám bảo tôi quỳ xuống. Nói đi, cậu tên là gì, đến từ đâu, hôm nay cậu CMN nếu không lấy ra được cái thân phận khiến tôi khiếp sợ thì chắc chắn tôi sẽ khiến cậu phải hối hận khi được xuất hiện trên đời này." Sóng điệu ngạo mạn của Trịnh Sơn vang lên từ trong điện thoại. Nghe vậy, Diệp Thu nhếch môi, thản nhiên nói, "Đảo luyện ngục, Diệp Thu." Cạch. Điện thoại bên kia bỗng truyền ra tiếng vang cực lớn, giống như âm thanh thứ gì đó bị rơi xuống đất. Một lúc lâu sau, giọng nói run rẩy của trịnh sơn mới truyền ra từ trong điện thoại đại đại nhân thật sự xin lỗi vừa rồi tôi kích động quá nên làm rơi mất điện thoại biết tôi là ai rồi à diệp thu nhếch khóe môi vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi biết biết rồi ạ à, đại nhân mong ngài để tôi lấy công chuộc tội trịnh sơn vội xin tha không cần đâu tôi sao dám trách tội ông chứ ông đã nói là sẽ khiến tôi phải hối hận vì xuất hiện trên đời này còn gì diệp thu bớn cợt nói vừa nghe vậy trịnh sơn ở bên kia đầu dây sợ đến sắp vãi tè rồi ông ta vội vàng giải thích đại nhân tôi xin lỗi thật sự xin lỗi vừa rồi tôi không biết là ngài nên mới ăn nói không suy nghĩ tôi biết sai rồi ngài đừng tức giận tôi lập tức dập đầu xin lỗi ngài ngay đây vừa dứt lời một tiếng phịch vang lên tiếp đó trong điện thoại truyền ra hàng loạt tiếng dập đầu cốp 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 mà vì điện thoại đang mở chế độ loa ngoài nên tiếng dập đầu này lập tức vang khắp cả căn phòng. chương 403, tôi nên gọi ông là ra mới đúng trong phút chốc. Cả người lưu tam gia đều cảm thấy bất an. Trực giác nói với lão ta rằng, hôm nay e là lão ta đụng phải sao trổi rồi. Một kẻ quyền lực đến độ ngay cả vua Giang Nam cũng không dám trêu vào. Vậy mà mình lại đi gây sự với kẻ này. Lát nữa lão ta sẽ có kết cục gì? Vừa nghĩ đến đây, lưu tam gia cũng sợ đến mặt tái thành màu gan heo biểu cảm trên mặt khó coi như vừa nuốt phải ruồi nhặng cốp 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 tiếng dập đầu vẫn tiếp tục vang lên diệp thu không nói gì trịnh sơn bên kia điện thoại cũng không dám dừng lại cứ thế dập đầu tận mấy chục cái diệp thu thật sự không muốn nghe nữa mới thản nhiên nói đủ rồi đại đại nhân ngài đã bất giận rồi à nếu chưa hết giận tôi có thể tiếp tục Trịnh Sơn cố gắng nhịn xuống cảm giác hoa mắt váng đầu, cung kính nói. Không cần nữa. Diệp Thu bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trịnh Sơn như được tha tội chết, vội càng cảm kích nói cảm ơn đại nhân đã tha mạng, đại nhân còn có gì muốn căn dặn xin cứ nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ đi làm ngay. Gã lưu tam này là người của ông à? Diệp Thu hỏi với giọng điệu hờ hứng. Vâng, Trịnh Sơn trả lời ngay tắp lự. Ông ta muốn giết tôi, còn bảo tôi dập đầu xin ông ta tha thứ vậy thì nên xử lý thế nào chắc không cần tôi phải dạy ông thêm đâu nhỉ diệp thu thờ ơ nói sao cơ trịnh sơn nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi sợ đến độ suýt thì trượt chân ngã cắm mặt xuống đất lưu tam ơi là lưu tam lão gây sự với ai mà trả được chứ sao cứ phải gây sự với sát thần diệp thu này hả lại còn dám bảo anh ta quỳ xuống xin tha nữa Lão CMN thật sự chán sống rồi đúng không hả? Nếu anh ta tức giận, cả thế giới ngầm ở cái đất Giang Châu này đều sẽ gặp họa đấy. Cái thứ già mà không nên nết chỉ biết gây rắc rối cho người khác này, lão thật sự hại chết ông đây rồi đấy. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Sơn giận đến nghiến sắp nát cả răng. Sau đó ông ta vội vàng đảm bảo với Diệp Thu, đại nhân, ngài yên tâm, chuyện này tôi chắc chắn sẽ gửi đến ngài một câu trả lời khiến ngài hài lòng. Phiền ngài chuyển máy lại cho Lưu Tam hộ tôi với ạ." Diệp Thu không nói gì nữa mà ném trả điện thoại lại cho Lưu Tam ra luôn. "Alo, Trịnh Trịnh ra." Lưu Tam ra bắt được điện thoại, lão ta nuốt nước bọt, run rẩy lên tiếng. "Ông đừng có gọi tôi là ra, tôi nên gọi ông là ra mới đúng." "Ông CMN chán sống rồi phải không? Đến cả ngày Diệp mà ông cũng dám gây sự." "Họ Lưu kia, tôi nói cho ông biết." nếu ông muốn chết thì cứ tìm chỗ nào không người rồi tự thắt cổ đi, đừng CMN ở đây hại tôi có được không hả? Ông thì đã một bó tuổi rồi, nhưng mà tôi đây thì chưa sống đủ đâu, đệt mợ ông. Trịnh Sơn vừa mở miệng là lập tức bắn ra một chàng mắng chửi như máy ráp. Lưu Tam ra nghe xong cũng vô cùng khổ sở nói, trịnh ra, tôi, tôi cũng không biết người đó có hậu trường lớn đến mức cả ngày cũng phải sợ cậu ta như thế mà, tôi còn tưởng cậu ta chỉ là một tên ất ơ lỗ mãng không sợ chết thôi ông cút CMN đi, ớt ơ lỗ máng. Kẻ lỗ máng nào mà lại dám đơn thương độc mã tới hội sở Hàn Sơn kiếm chuyện với ông? Ông CMN cũng nhiều tuổi lắm rồi đấy, ông có não hơn một tí đi có được không hả? Trịnh Sơn giận điên người mắng chửi. Vâng, 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 trịnh gia nói phải, xin trịnh gia nói tốt giúp tôi vài câu với vị nhân vật lớn này với, giúp tôi cầu xin ngài ấy tha mạng cho tôi đi. Lưu Tam gia vội vàng van nài. Cầu xin giúp, Cầu cái cổ cố nội nhà ông ý, chuyện này ông đây tự bảo vệ được mình đã là tốt lắm rồi, còn muốn tôi quan tâm đến ông nữa chắc. Tóm lại, tôi không cứu nổi ông đâu, trên đời này cũng chẳng có ai cứu nổi ông đâu. Trịnh Sơn bực bội nói, sao cơ, mặt Lưu Tam ra cắt không còn hột máu, đừng cmn sao cơ nữa. Trịnh Sơn tức điên lên quát, lạnh lùng nói, Lưu Tam, tôi khuyên ông tốt nhất là đừng giãy ruộng nữa, tự kết thúc đi uy nghiêm của Ngài Diệp không thể bị xúc phạm. Nếu Ngài Diệp đã quyết định muốn giết ông thì chứng tỏ ông đã xúc phạm tới giới hạn cuối cùng của Ngài Diệp. Nghe tôi khuyên một câu đây, tuyệt đối đừng thử phản kháng, càng đừng có giấy ruộng, như thế, may ra ông mới có thể chết thoải mái một chút. Không, trịnh gia, tôi không muốn chết, Ngài nhất định phải cứu tôi. Lưu Tam ra mặt mũi tái nhợt, vội vàng cầu khẩn. Hay, tôi không cứu nổi ông. Trịnh Sơn thở dài, rất bất lực nói, niệm tình ông đã dốc sức làm việc cho tôi nhiều năm, tôi sẽ cho người giúp ông chăm sóc tốt cho người nhà của ông, yên tâm lên đường đi, nhớ kỹ, đừng có ý đồ phản kháng, vì tất cả sẽ đều vô nghĩa thôi. Nói xong, Trịnh Sơn cúp máy luôn. Nghe thấy trong điện thoại truyền ra tiếng ngắt kết nối, Lưu Tam gia sững sờ, trong đầu trống rỗng. Biểu cảm trên mặt lão ta lúc này là tuyệt vọng cùng cực. Hồi lâu sau, Lưu Tam gia mới lấy lại tinh thần lão ta vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa quỳ phịch xuống trước mặt diệp thu nước mắt nước mũi giản dụa van nài cầu xin ngài ngài diệp xin ngài tha cho tôi đi mà tôi vẫn chưa muốn chết cầu xin ngài lúc này dáng vẻ hèn mọn này của lão ta khác xa với dáng vẻ ngạo mạn lúc trước tuy nhiên đối với điều này diệp thu lại không hề đồng tình anh ném khẩu súng xuống trước mặt lưu tam gia thản nhiên nói tự kết liễu đi đây là sự khoan nhượng lớn nhất tôi dành cho ông sao cơ vẻ mặt lưu tam gia lập tức càng khó coi hơn lão ta không ngờ mình đã phải cầu xin hèn mọn đến vậy mà diệp thu vẫn không hề có ý định tha cho mình điều này khiến lão ta trong phút chốc có cảm giác tuyệt vọng tột độ trông thấy khẩu súng diệp thu vứt đến trước mặt mình lưu tam gia suy nghĩ trong giây lát sau đó ánh mắt lão ta hiện lên sự tàn nhẫn trong lòng thầm hung ác nói oát con nếu mày cứ phải dồn tao vào đường cùng như thế thì đừng trách tao chó cùng dứt dậu nghĩ đến đây lưu tam ra nghiến răng trong lòng là suy nghĩ tàn nhẫn mà tay nhìn nhanh chóng vươn ra nắm lấy khẩu súng nằm trên mặt đất sau đó chĩa thẳng họng súng về phía diệp thu thấy vậy diệp thu hít mắt lại khóe môi cong lên thành nụ cười hóm hình xem ra lời khuyên vừa rồi của trịnh sơn chỉ như nước đổ đầu vịt với ông thôi nhỉ hừ con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người mày đã muốn dồn tao vào đường cùng tại sao tao lại không thể phản kháng chứ tao đếch quan tâm mày là đứa nào hết muốn giết tao ấy hả ông đây phải kéo mày làm đệm lưng trước đã lưu tam ra hừ lạnh mặt mũi dữ tợn nói ông nghĩ ông có thể giết được tôi hả à? vẻ mặt diệp thu vẫn bình thản như trước nhãi danh mày đừng có ngạo mạn dù thực lực của mày rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh nhưng mày có thể mạnh hơn khẩu súng này chắc tốc độ của mày có thể nhanh hơn tốc độ của đạn chắc với khoảng cách ngắn thế này Tao tuyệt đối có thể bắn mày thành cái sàng. Lưu Tam gia khinh thường nói. "Thế cơ à? Vậy ông thử đi." Diệp Thu thản nhiên nói. "Mày chết đi." Lưu Tam gia nghiến răng, hạ quyết tâm, bóp cò. Bằng, viên đạn vé lên ánh lửa bắn ra từ họng súng đen ngòm bay thẳng về phía đầu Diệp Thu. Chương 404, hội sở Hàn Sơn đổi chủ. Tuy nhiên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, về mặt Diệp Thu vẫn vô cùng bình tĩnh, anh dùng một tốc độ kinh người để dịch đầu sang bên cạnh một chút. Viên đạn bay gần đến đầu anh, sau đó cứ thế sượt qua, găm thẳng vào bức tường phía sau lưng anh. Cảnh tượng này khiến Lưu Tam Gia nhìn thấy mà sững cả người, nói thật thì, lão ta sống quá nửa đời, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua đâu chứ? Nhưng quả thật là lão ta chưa bao giờ thấy ai có thể tránh được đạn cả. Hơn nữa còn tránh được trong khoảng cách gần như vậy. Đây CMN cũng quá biến thái rồi đấy. Thế này mà còn nằm trong phạm chủ nhân loại nữa hả? Trong phút chốc, Lưu Tam gia cũng sắp hoài nghi nhân sinh rồi, lão ta thẫn thờ tại chỗ. Mà Diệp Thu lại không cho ông ta cơ hội kịp phản ứng lại, anh lao về phía trước nhanh như tên bắn, cướp lấy khẩu súng, tỉ hỏng súng lên đầu lão ta. Lưu Tam gia cả người không khỏi phát run, lão ta vội vàng cầu xin tha mạng, ngài, ngài Diệp tôi biết sai rồi ngài cho tôi thêm tuy nhiên lưu tam gia còn chưa nói hết câu diệp thu đã bóp cò bằng trên đầu lưu tam gia bị đạn bắn xuyên qua để lại một lỗ máu sau cứng nửa vài giây cơ thể ông ta đổ ẩm xuống đất á à, trong phút chốc các cô gái tiếp rượu sợ đến không ngừng hét chói tai sau khi tận mắt chứng kiến cảnh a báo và lưu tam gia bị diệp thu lần lượt bắn chết các cô sợ tới độ sắp ngất rồi từng gương mặt đều trắng bệch, mất hết huyết sắc. Xuyệt, Diệp Thu đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu bảo bọn họ nhỏ tiếng lại, lạnh lùng nói im lặng đi. Nghe vậy, các cô gái tiếp rượu vội vàng lấy tay che miệng mình lại, không dám ho he gì nữa. Vì các cô đều sợ lát nữa mục tiêu nổ súng của Diệp Thu sẽ chính là mình. Tuy nhiên, các cô nghĩ nhiều rồi. Diệp Thu không phải kẻ thích tàn sát người vô tội. Lý do anh giết Lưu Tam gia, Hoàn toàn là vì lão ta tự tìm chết. Vốn dĩ Diệp Thu muốn thương lượng tử tế với lão ta, nhưng lão già này lại liên tục đe dọa Diệp Thu, cuối cùng còn muốn giết đám trẻ lạc y y nhận nuôi nữa. Điều này đã xúc phạm đến giới hạn của anh một cách nghiêm trọng. Vì thế Diệp Thu chỉ có thể tiến lão ta lên đường thôi. Sự thật chứng minh rằng, Diệp Thu trừ khử Lưu Tam gia là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Hạng người nhỏ nhen thất thường như thế, dù hôm nay diệp thu tha cho lão ta sau này lão ta chắc chắn sẽ nghĩ cách làm thế nào để trả thù diệp thu trừ khử xong đầu xuôi đuôi lọt diệt trừ hậu họa sau này sau đó diệp thu cũng không ở lại nữa anh ra khỏi phòng riêng này nhưng anh cũng không rời đi luôn khó lắm mới được đến một chuyến dĩ nhiên không thể tay không ra về rồi vì vậy anh lại xử lý hết nốt đám người của lưu tam gia trong hội sở hàn sơn sau đó tiện thể hốt luôn khoản thu nhập của hội sở Hàn Sơn vào túi của mình. Đến lúc này, hội sở Hàn Sơn từng không một ai dám động vào này đã chính thức đổi chủ. Chẳng bao lâu sau, hội sở Hàn Sơn có thể gọi là miếng thịt béo bở, cây dụng tiền trong mắt các thế lực lớn ở Giang Châu. Nhưng vì phía sau Lưu Tam gia có vua Giang Nam Trịnh Sơn chống lưng. Rất nhiều thế lực có ý đồ ra tay với hội sở Hàn Sơn, kết quả đều bị giết ngược lại. Nhưng hôm nay, Diệp Thu không tốn chút sức lực nào đã có thể thu cả hội sở Hàn Sơn vào tay mình. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ gây nên ảnh hưởng lớn đến mức nào ở Giang Châu nữa, ra khỏi hội sở Hàn Sơn. Diệp Thu lấy điện thoại ra, gọi cho Lạc Y Y một cuộc. Anh Diệp, ngôn tình ngược, anh có sao không? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói tràn chứa sự quan tâm của Lạc Y Y lập tức truyền tới. Không sao, bên này tôi đã giải quyết xong hết rồi, sau này sẽ không còn ai đến quấy rầy cô nữa, cô cứ yên tâm chăm sóc tụi nhỏ đi. Diệp Thu mỉm cười nói. Sao cơ? Lạc y y sửng sốt, sau đó cô ta vô thức hỏi, anh làm gì với Lưu Tam ra rồi? Cũng không có gì hết, không thuyết phục bằng lý lẽ được nên tôi tiện tay tiến ông ta sang một thế giới khác thôi, chắc hẳn ở đó ông ta sẽ có thể học được đạo lý làm người. Diệp Thu thản nhiên nói. Nghe đến đây, Lạc y y lập tức hít sâu một hơi tất nhiên cô ta biết một thế giới khác mà diệp thu nói đến là chỗ nào vì biết nên trong lòng cô ta cảm thấy rất kinh hãi không ngờ đến cả một kẻ sừng sỏ như lưu tam gia cũng không thể làm gì được diệp thu thực lực và hậu trường của diệp thu rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào chứ điều này khiến lạc y y khó lòng tưởng tượng ra được liên tục hít sâu vài hơi lúc này lạc y y mới tạm bình ổn trái tim đang đập nhanh lại sau đó Cô ta cảm kích nói: "Anh Diệp, tối nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa." "Tất cả đều là vì đám trẻ thôi, không cần phải khách sáo như thế." Diệp Thu mỉm cười. Sau đó anh nhìn thời gian, thấy sắp đến 11 giờ rồi. Sắc mặt anh lập tức thay đổi, vội vàng nói: "À ừm, thế tôi phải mau chóng về nhà trước đây, vợ tôi còn đang ở nhà đợi tôi." Tôi mà về muộn thì cô ấy sẽ không yên tâm, chúng ta liên lạc lại với nhau sau nhé." Nói xong, Diệp Thu lập tức cúp điện thoại. Nghe tiếng điện thoại ngắt kết nối truyền ra, Lạc Y Y cũng sững sờ, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ghen tị. Bây giờ cô ta càng lúc càng tò mò, rốt cuộc vợ của Diệp Thu là một người phụ nữ như thế nào đây? Là người như thế nào mà lại có thể khiến một nhân vật tầm cỡ như Diệp Thu say mê đến thế? Không được, nhất định phải tìm cơ hội gặp thử vợ của Diệp Thu mới được. Để xem rốt cuộc người phụ nữ kia mạnh hơn cô ta ở điểm nào. Tới khi Diệp Thu về đến hãn Hải Lam Thành đã là 11 rưỡi. Thấy phòng khách của biệt thự vẫn còn sáng đèn. Diệp Thu lập tức cảm thấy trột dạ. Toi rồi. Lâm Thanh Nhã vẫn chưa ngủ. Phải nói thế nào đây? Cô ấy sẽ không làm thêm bữa khuya nữa cho mình đâu nhỉ? nếu thế thật thì tối nay mình cứ xác định là qua đêm trên bồn cầu đi vừa nghĩ đến đây diệp thu lập tức hoảng hốt anh lượn qua lượn lại trước cửa biệt thự mãi mà không dám đi vào nếu để âu dương hạo và đỗ nguyên lương nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không thốt nổi nên lời phải biết là năm đó khi diệp thu ở trên chiến trường dù trên đầu là bom đạn hay phải xuyên qua rừng mưa đạn anh cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh nhưng lúc này lại hoảng hốt đến vậy. Đây đúng là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Tình yêu, quả nhiên là một thứ rất thần kỳ. Mạnh mẽ như Diệp Thu cũng không thể chạy thoát khỏi cửa ải này. Hít sâu một hơi. Cuối cùng Diệp Thu lấy dũng khí, khẽ đẩy cửa biệt thự ra, bước vào. Tuy nhiên, khi Diệp Thu đi đến phòng khách, thấy khung cảnh trước mắt, anh lại sửng sốt. Tuy TV vẫn đang bật, chương 405, đến ngày thế nào gọi là người đẹp ngủ trong rừng đây mới là người đẹp ngủ trong rừng thật sự này diễm lệ đến mức khiến người ta không thể chống cự lại được lâm thanh nhã lúc này như từ trong tranh bước ra tại giây phút này bất kỳ sự vật đẹp đẽ nào đặt cạnh cô cũng trở nên nhạt nhòa vì lâm thanh nhã đã là bức tranh đẹp nhất trên thế gian này rồi không còn bất cứ ai hay cái gì có thể so bì được với vẻ đẹp của cô nữa lúc này diệp thu cảm thấy đôi mắt mình không thể rời ra được đồng thời anh cũng thở vào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại. Nếu Lâm Thanh Nhã ngủ rồi, thì cũng sẽ không thể làm mấy món bóng đêm cho mình nữa. Tối nay có thể nói là thành công thoát được một kiếp. Nếu không, tối nay anh đừng hòng yên ổn. Hít sâu một hơi, Diệp Thu nhẹ nhàng đi tới bên Lâm Thanh Nhã, cầm tấm thảm bên cạnh lên, chuẩn bị đắp cho cô. Nhưng đúng lúc này, anh nhận ra đôi mày lá liếu của Lâm Thanh Nhã hơi cao lại, biểu cảm trên gương mặt nhỏ xinh cũng hơi đau đớn, non có vẻ rất khó chịu. Thấy thế, Diệp Thu nhíu mày, vội vàng vươn tay phải ra, khẽ khàng chạm lòng bàn tay vào trán lâm thanh nhã. Nhiệt độ bình thường, không sốt. Thế là gặp ác mộng ư. Nghĩ đến đây, Diệp Thu đang chuẩn bị kiểm tra kỹ càng lại cho lâm thanh nhã, để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chuyện phun. Đúng lúc này, lâm thanh nhã bất thình lình mở mắt ra, khiến Diệp Thu sợ run cả người lâm thanh nhã cũng giật mình thon thót vì lúc này diệp thu cách cô quá gần khuôn mặt diệp thu còn sắp sán sát vào mặt cô anh làm gì vậy lâm thanh nhã vội vàng chừng diệp thu lạnh lùng hỏi hi hi anh có làm gì đâu diệp thu cười nịnh nọt lắc đầu sau đó vẻ mặt đầy quan tâm hỏi vợ ơi anh thấy em ngủ mà lông mày cứ cao lại em thấy khó chịu ở đâu hả à? liên quan gì đến anh dù tôi có khó chịu thì anh cũng có phải bác sĩ đâu anh giúp được gì chứ? Lâm Thanh Nhã bực bội nói. Mà lúc nói lời này, hàng lông mày của cô bất giác nhíu lại, hai tay vô thức ấn lên bụng. Vẻ mặt đau đớn ấy khiến trái tim Diệp Thu cũng như tan nát, anh vội quan tâm hỏi, vợ ơi, em có sao không? Em khó chịu ở đâu thế? Hừ, không nhìn thấy anh là tôi khỏe ngay, vốn dĩ tôi đang ngủ nên đã đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ nhìn thấy anh lại càng khó chịu hơn. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói chuyện này diệp thu nở nụ cười đắng chát sau đó anh vô thức liếc qua hai tay đang ấn lên bụng của lâm thanh nhã cả người thẫn thờ đừng bảo là vợ mình đến ngày nhé biểu hiện này thật sự quá giống cái gọi là quan tâm quá át loạn chắc là đây chứ còn gì nữa vừa rồi mình chỉ nghĩ mỗi việc xem vợ đang khó chịu ở đâu lại không suy tính đến vấn đề kỳ kinh nguyệt nghĩ đến đây diệp thu vội ngồi xổm xuống nhìn lâm thanh nhã săn sóc hỏi vợ ơi ngày đấy của em đến rồi hà vừa nghe diệp thu nói vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã lập tức đỏ bừng thậm chí còn sắp lan đến tận mang tai cô vội chừng diệp thu bằng ánh mắt hung dữ lạnh lùng nói anh anh im miệng đi tôi không bị ôi trời vợ ơi đây là chuyện rất bình thường mà em nói với anh một tiếng anh có thể giúp em mà diệp thu mỉm cười nói anh giúp thế nào anh chịu đau giúp tôi à hay là chảy máu hộ tôi đám đàn ông các người chứ biết nói suông biết lươn lẹo ra thì biết cái gì chứ lâm thanh nhã khinh bỉ nhìn diệp thu không vui nói thấy thế diệp thu càng chắc chắn hơn một điều là kỳ kinh nguyệt của lâm thanh nhã đến rồi ngay cả tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn trước lâm thanh nhã lúc trước chỉ lạnh lùng cao ngạo chứ đâu có giống thùng thuốc nổ như bây giờ động cái là phát nổ đâu quả nhiên khi đến ngày đèn đỏ thì tất cả phụ nữ trên đời này đều như nhau cả thôi tính tình khá là cáu bản lúc này làm một thằng đàn ông phải cố mà thuận theo bị chửi cũng không được nói lại bị đập cũng không được đánh trả thậm chí xong còn phải nói đánh hay lắm nếu dám đối nghịch vậy sẽ là khởi nguồn của tai họa đấy tất nhiên diệp thu biết rất rõ điều này hơn nữa bình thường anh đã răm giáp vâng lời lâm thanh nhã rồi bây giờ là thời kỳ đặc biệt thì càng không cần phải nói vợ ơi anh cũng rất muốn chịu đau cùng em chảy máu cùng em nhưng đấy không phải cách giải quyết vấn đề em vẫn sẽ đau sẽ chảy máu anh sẽ rất đau lòng diệp thu mỉm cười rất dịu dàng nói sơi nói hay lắm thế anh có cách nào có thể khiến tôi không đau nữa chắc không có ý gì còn chẳng phải chỉ là nói suông thôi à tôi đã rõ bản chất của anh lâu rồi lâm thanh nhã bĩu môi vẻ mặt u oán nói không 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 Bộ ơi, em sai rồi, chồng của em thật sự có thể giúp em không phải chịu đựng cơn đau của ngày đèn đỏ nữa đấy. Diệp Thu vội lắc đầu, cười và nói. Bớt khoác lắc đi, tôi không tin, đây là quy luật tự nhiên đấy, dù có là bác sĩ phụ khoa cực kỳ giỏi cũng không dám nói như thế, anh có thể làm được chắc. Diệp Thu, anh bớt dùng cái miệng dẻo quẹo này để lừa tôi đi, phắn ra chỗ khác, bây giờ tôi càng thấy anh là bụng càng đau. Lâm Thanh nhã bực tức nói. Hiển nhiên, Cô hoàn toàn không tin những gì Diệp Thu nói. Đối với thái độ của cô, Diệp Thu cũng rất kiên nhẫn, anh mỉm cười nói, "Vợ này, em dám cho anh một cơ hội để thử không, anh sẽ chứng minh cho em thấy, nếu anh không làm được, tối nay anh sẽ ra vườn hoa ở ngoài biệt thự ngủ, được chứ?" "Đây là anh nói đấy nhé, bắt đầu đi." Lâm Thanh Nhã suy nghĩ trong chốc lát, lạnh lùng nói, "Em đừng gấp, nếu anh làm được thật thì em có thể thưởng cho anh không?" khóe môi diệp thu nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch anh muốn phần thưởng gì lâm thanh nhã nhíu mày một cái hôn diệp thu tràn đầy phấn khích nói không thể lâm thanh nhã không thèm bỏ thời gian suy xét mà lập tức từ chối luôn thế thì ít nhất cũng có thể nắm tay chứ diệp thu đành lùi bước yêu cầu cái khác dù sao chuyện này cũng không thể nóng vội được chỉ có thể tuần tự tiến từng bước một nóng vội chỉ có hỏng chuyện thôi nắm tay lâm thanh nhã do dự trong giây lát sau đó gật đầu đồng ý nói cái này thì được nhưng mà chỉ có thể nắm một phút thôi hơn nữa trong lúc đó anh không thể làm chuyện gì quá đáng với tôi nếu không sau này anh đừng có mơ đến việc chạm vào tôi lần nào nữa được em hứa rồi nhé diệp thu rất phấn khích gật đầu tuy trước đây giữa anh và lâm thanh nhã cũng từng xảy ra tiếp xúc thân thể nhưng đấy đều là dưới tình huống lâm thanh nhã không tỉnh táo hoặc là không tình nguyện mà lần này là dưới tình huống lâm thanh nhã cho phép, nắm tay cô ấy. Diệp Thu cứ nghĩ đến cảm giác đó là cảm thấy hưng phấn không chịu được. Xem ra tối nay đã định sẵn là một đêm hạnh phúc rồi. Khủ khủ, à ưng, vợ ơi, anh bắt đầu nhé. Audio điện tử võ tấn bền chương 406, thế mà lại rung động rồi. Bàn chân của Lâm Thanh Nhã vừa nhỏ nhắn tinh xảo, da rẻ còn mịn màng trắng nõn, cứ như một miếng ngọc xinh đẹp thuần khiết không chút tỉ vết. Thậm chí còn thoang thoảng hương cỏ nhàn nhạt mê người, khiến người ta không khỏi muốn chơi đùa một phen. Diệp Thu dùng hai tay nắm lấy đôi bàn chân ngọc ngà của Lâm Thanh Nhã. Hành động này khiến cả người Lâm Thanh Nhã run rẩy kịch liệt, cô vội vàng trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, Diệp Thu, anh làm gì đấy hả? Giúp em hết đau mà. Diệp Thu cười tươi roi rói. Tôi bị đau ở bụng, anh nắm chân tôi làm gì? lâm thanh nhã bực bội hỏi thế thì em không hiểu rồi gan bàn chân là nơi tập trung nhiều sao 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 nhất trên cả cơ thể con người các kinh lạc ở đây nối đến toàn thân muốn dừng cơn đau lại thì phải bắt tay từ đây diệp thu nói với vẻ vô cùng nghiêm túc thế lâm thanh nhã bặm đôi môi đỏ do dự trong chốc lát sau đó cô lườm diệp thu nói tôi tạm thời tin anh một lần nếu lát nữa mà tôi vẫn không hết đau bụng thì anh biết hậu quả rồi đấy em yên tâm đi, anh là chuyên gia mà. Diệp Thu nhếch môi mỉm cười, sau đó đó dùng bàn tay thô giáp của mình xoa nắn bàn chân ngọc ngà mềm mại trắng mịn của Lâm Thành Nhã. Động tác này có hơi sắc tình, nhưng thấy vẻ mặt Diệp Thu rất nghiêm túc. Lâm Thành Nhã cũng không tiện nói gì, chỉ đành nghiến răng, âm thầm tự nhủ, Diệp Thu, tốt nhất là anh đừng có lấy việc này ra làm cái cớ để cố ý sảm sỡ tôi, nếu không, anh đừng bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào nhà nữa. Lúc này, Diệp Thu đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn chân Lâm Thanh Nhã. Mười ngón tay của anh thì liên tục ấn lên vài sao 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 quan trọng dưới gan bàn chân Lâm Thanh Nhã. Mới ban đầu, Lâm Thanh Nhã vẫn còn cảm thấy hơi đau, nhưng khi lực tay của Diệp Thu càng lúc càng mạnh hơn, cảm giác thoải mái bắt đầu lan từ lòng bàn chân lên. Không chỉ thế, thậm chí cơn đau ở bụng cô do đến ngày đèn đỏ cũng bắt đầu giảm bớt điều này khiến đôi mày lá liễu đang nhíu chặt của lâm thanh nhã cũng dần giãn ra cô nằm trên ghế sofa cả người chìm vào trạng thái thả lỏng nếu như nói lúc mới bắt đầu cô vẫn còn hơi phòng bị thì khi lực tay của diệp thu ngày một mạnh hơn cảm giác dễ chịu cũng càng trở nên rõ rệt cô cũng dứt khoát nhắm mắt lại chìm vào trạng thái hưởng thụ dù sao vừa rồi bị cơn đau của ngày đèn đỏ dày vò lâu như thế Bây giờ những cái mát xa của Diệp Thu ở gan bàn chân lại thoải mái đến vậy. Điều này khiến cô có cảm giác như bay lên thiên đàng. Cảm giác này dễ chịu vô cùng tận. Chúng dâng lên từng cơn như thủy triều, khiến Lâm Thanh Nhã hoàn toàn không muốn dừng lại. Thậm chí, cảm giác sung sướng khi được mát xa lòng bàn chân còn khiến cô không kìm được mà muốn rên khẽ thành tiếng. Nhưng vì thể diện, cô phải nghiến răng kìm lại, cố gắng không để bản thân kêu ra tiếng cứ như thế qua tầm khoảng 5 phút diệp thu thả chân lâm thanh nhã ra cảm giác sung sướng khi được mắt xa kia chợt biến mất điều này khiến lâm thanh nhã lập tức cảm thấy trống rỗng lạ thường cô vội vàng mở mắt ra nhìn diệp thu khó hiểu hỏi sao sao anh lại dừng lại bây giờ bụng em còn thấy đau nữa không diệp thu mỉm cười hỏi nghe vậy lâm thanh nhã sững sờ cô vội cảm nhận cẩn thận lại sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc vừa rồi vì được diệp thu mát xa lòng bàn chân quá thoải mái nên cô đã quên mất luôn cả cơn đau bụng nhưng bây giờ cô bỗng nhận ra bụng mình hoàn toàn không còn đau nữa cảm giác khó chịu của kỳ kinh nguyệt hoàn toàn biến mất rồi điều này khiến tâm trạng lâm thanh nhã lập tức tốt lên rõ rệt cô vội vàng nhìn diệp thu ôm thái độ kinh ngạc hỏi anh làm thế nào đấy hề hề bí mật Diệp Thu nhe răng cười, vẻ mặt thần bí nói: "Hứ, không nói thì thôi." Lâm Thanh nhã bực mình bĩu đôi môi nhỏ. "Thế bây giờ vợ đã có thể thực hiện cam kết của em chưa?" Diệp Thu mong chờ hỏi. "Cam kết gì?" Lâm Thanh nhã sững sờ trong giây lát, lúc này mới nhớ tới trận đánh cược của mình với Diệp Thu lúc nãy. Gương mặt cô hơi đỏ lên, sau đó cô nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi: "Bây giờ anh muốn tôi thực hiện lời hứa sao?" "Đương nhiên rồi." nếu không lát nữa em nuốt lời thì anh biết tìm ai mà nói lý đây diệp thu vội gật đầu được thôi tôi đã nói thì tất nhiên tôi sẽ làm nếu anh đã làm được thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ không nuốt lời nhưng mà chúng ta đã nói rồi đấy chỉ có thể nắm tay một phút thôi lâm thanh nhã lạnh lùng nói sau đó cô vươn bàn tay ngọc ngà mềm mại của mình đến trước mặt diệp thu thấy thế diệp thu vô cùng kích động anh vội nắm chặt bàn tay của lâm thanh nhã đây là lần đầu tiên anh được nắm tay Lâm Thanh Nhã dưới tình huống được Lâm Thanh Nhã cho phép đấy. Cảm giác này quá ư là hạnh phúc luôn. Hơn nữa phải nói là, Lâm Thanh Nhã đúng là một mỹ nữ xinh đẹp không góc chết, hoàn hảo 100%. Bàn tay cô vừa trắng vừa mịn, mát lạnh như ngọc thạch, hoàn toàn có thể đánh bại đám người mẫu tay. Diệp Thu vừa nắm lấy đã không nỡ buông ra. Tuy nhiên, thời gian vui vẻ thường ngắn ngủi. Một phút kết thúc chỉ trong nháy mắt lâm thanh nhã vội vàng rút tay mình về diệp thu thấy thế trong ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối lâm thanh nhã bị diệp thu nhìn đến mất tự nhiên vội đứng dậy khỏi sofa lạnh lùng nói bây giờ cũng muộn rồi sáng sớm mai tôi còn có một cuộc họp tôi đi ngủ trước đây anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nói xong lâm thanh nhã định rời đi luôn vợ ơi diệp thu vội vàng gọi lâm thanh nhã lại sao lâm thanh nhã quay lại nhìn diệp thu khó hiểu hỏi sao thế anh có thể nắm tay em mãi mãi không buông ra đến khi chúng ta cùng nhau già đi được không diệp thu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lâm thanh nhã vẻ mặt đong đầy tình ý nói nghe vậy lâm thanh nhã sững sờ cô cũng không biết tại sao bỗng dương tim mình lại đập nhanh đến thế vì câu nói này của diệp thu khuôn mặt cô đỏ ửng như trái cây chín mọng dễ thương vô cùng xem xem biểu hiện của anh vì không muốn Diệp Thu nhìn ra manh mối nên sau khi nói xong câu này, cô hoảng loạn chạy khỏi phòng khách, đi lên tầng 2. Đến tận khi vào đến phòng ngủ của mình, đóng cửa phòng lại. Lâm Thanh nhã tựa lưng vào cửa, lúc bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, gương mặt cô đã đỏ như phát sốt rồi. Vừa nãy mình sao vậy chứ? Mấy lời tỏ tình kiểu đấy, trước đây đã có không biết bao nhiêu người đàn ông tài giỏi xuất sắc từng nói với mình rồi thậm chí còn có những lời tỏ tình sâu sắc hơn cả thế nữa. Nhưng mình đều không có cảm giác gì hết. Sao câu nói ban nãy của Diệp Thu lại khiến mình có phản ứng lớn thế này chứ? Chẳng lẽ mình rung động rồi sao? Trong phút chốc, Lâm Thanh Nhã cũng bị suy nghĩ của mình làm cho giật điếng người, cô vội vàng lắc đầu, tự huyễn hoặc bản thân nói, không thể nào, tuyệt đối không thể như thế được. Trước khi làm rõ thân phận của anh ta, mình không thể có tình cảm sâu đậm với anh ta, phải giữ khoảng cách với anh ta mới được. Lỡ như anh ta là kẻ lừa đảo thì đến lúc đó người bị tổn thương sẽ là bản thân mình chứ còn gì nữa. chương 407, tới nhà họ Lâm đòi người. Tuy nhiên, Diệp Thu còn đang đứng ở phòng khách dưới tầng lại không biết Lâm Thanh Nhã đã suy nghĩ nhiều như thế. Anh thấy Lâm Thanh Nhã chạy nhanh như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lại tỏ tình thất bại rồi, sau này phải tiếp tục cố gắng hơn mới được dù sao thời gian cũng còn dài anh tin rằng ắt sẽ có ngày mình có thể thật sự bước vào trái tim của lâm thanh nhã đối với điều này diệp thu vẫn khá là tự tin nhưng tổng kết lại thu hoạch ngày hôm nay cũng vẫn rất phong phú không chỉ được sờ mó bàn chân nhỏ của lâm thanh nhã mà còn được nắm bàn tay ngọc ngà của cô như ý nguyện điều này khiến quan hệ giữa hai người lại có thêm một bước tiến mới đương nhiên quan trọng nhất là Lâm Thanh Nhã không trách anh về quá muộn, cũng không làm mấy món bóng đêm cho anh. Có thể nói là thoát được một kiếp. Đêm nay, anh coi như có thể ngủ một giấc thật ngon rồi, khu biệt thự Lệ Giang. Đây là khu biệt thự nhỏ xa hoa nhất ở Giang Bắc trừ Hãn Hải Lam Thành. Vì được xây ở gần sông nên phong cảnh vô cùng đẹp. Cho nên giá nhà ở đây cũng đắt kinh người. Lúc này, đã sắp đến 12 giờ đêm rồi. Tuy nhiên, lúc này trong một tòa biệt thự ba tầng xa hoa vô cùng nằm ở góc đông bắc của khu biệt thự lệ Giang lại vẫn đang đèn đuốc sáng trưng. Một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đen đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ở tầng 1. Tuy tuổi tác đã để lại vết tích trên gương mặt ông ta, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hồi trẻ ông ta chắc chắn cũng là một anh chàng siêu siêu đẹp trai. Mà lúc này, vẻ mặt ông ta lại chẳng hề dễ nhìn, nói đúng ra là vô cùng âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và đau thương trên chiếc bàn trước mặt ông ta còn có một người trẻ tuổi đang nằm gương mặt của người trẻ tuổi này khá giống với người đàn ông trung niên trông như bố con chỉ là lúc này sắc mặt của người trẻ tuổi lại trắng bệch không chút huyết sắc thậm chí đến cả hơi thở cũng không có cho thấy người này đã chết rồi nếu diệp thu có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người trẻ tuổi này anh ta không phải ai khác mà chính là tiêu thần đã bị anh giết cách đây không lâu còn người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa chính là bố của Tiêu Thần, chủ nhân của nhà họ Tiêu giàu có ở Giang Bắc, Tiêu Kiếm. Vì Tiêu Kiếm hơn 30 tuổi mới có được một đứa con trai là Tiêu Thần. Nên đối với Tiêu Thần, từ nhỏ Tiêu Kiếm đã rất chiều chuộng anh ta, dù Tiêu Thần có làm sai chuyện gì ông ta cũng đều không phê bình, không trách phạt. Cũng vì lẽ đó nên mới nuôi ra một Tiêu Thần với tính cách ngang ngược, vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì như thế để đến bây giờ rơi vào kết cục như ngày hôm nay nhưng bất kể thế nào con trai bị giết trong lòng tiêu kiếm giờ này có thể nói là lửa giận ngập trời bây giờ ông ta chỉ muốn băm bằng tên hung thủ đã giết chết con trai ông ta ra thành trăm ngàn mảnh để xả nỗi hận này chủ nhân đúng lúc này một người đàn ông mặc đồ đen bước vào phòng khách gặp người một góc song song với mặt đất trào tiêu kiếm đã điều tra ra chưa đôi mắt tiêu kiếm vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của con trai mình giọng nói trầm khàn hỏi đã điều tra ra rồi nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hung thủ giết chết cậu chủ rất có khả năng chính là đứa con rể của nhà họ lâm diệp thu người đàn ông mặc đồ đen vội vàng đáp lời hử tiêu kiếm sửng sốt ông ta ngẩng phát đầu dậy nhìn gã đàn ông áo đen hỏi lại lần nữa để xác nhận cậu chắc chắn là tên ăn hại đó chứ sao nó có thể giết con trai tôi được Thưa chủ nhân, theo như tin tình báo thì dạo gần đây chỉ có người này có xích mích với cậu chủ, cho nên hung thủ có khả năng là hắn ta." Người đàn ông áo đen cung kính đáp lời. "Thì ra là thế." Tiêu Kiếm nheo mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó nhìn người đàn ông áo đen, lạnh lùng ra lệnh, thông báo cho quản gia Tiêu Phúc, sáng sớm mai tới nhà họ Lâm đòi người cho tôi, không cần phải khách sáo gì cả, nếu như nhà họ Lâm dám che chở cho tên vô dụng đó thì hãy để cho nhà họ Lâm biết." nếu đắc tội với nhà họ tiêu chúng ta sẽ có kết cục gì rõ người đàn ông áo đen vội vàng gật đầu sau đó xoay người rời khỏi biệt thự nhìn theo bóng lưng người đàn ông áo đen rời đi trong mắt tiêu kiếm lóe lên sự tàn nhẫn ông ta lạnh lùng nói diệp thu thứ ăn hại chỉ biết bám váy vợ này nếu như thật sự là mày giết chết con trai tao tao nhất định sẽ khiến mày phải trả một cái giá thật đắt dù là ai cũng không thể cứu rồi mày đâu nói rồi Tiêu Kiếm cúi đầu nhìn xuống thi thể đứa con trai Tiêu Thần của mình, vẻ mặt đầy đau thương nói: "Thần Nhi, con yên tâm, hung thủ giết chết con sắp rơi vào lưới rồi, bố cam đoan với con, kết cục của nó chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn con gấp nghìn gấp vạn lần." Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu thức dậy làm bữa sáng như bình thường, sau đó gọi Lâm Thanh Nhã dậy ăn sáng. Chỉ có điều khác với trước đây là, hôm nay Lâm Thanh Nhã hơi kỳ lạ. Diệp Thu phát hiện lúc mình nói chuyện với cô, ánh mắt của cô lại luôn cố ý tránh né mình hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt mình dù là lúc ăn sáng đôi mắt lâm thanh nhã cũng chỉ nhìn chầm chầm vào thức ăn trên đĩa chứ không hề liếc qua mình lâm thanh nhã lúc này với lâm thành nhã luôn mạnh mẽ chưa bao giờ trùn bước trước đây cứ như hai người khác nhau vợ ơi em sao thế anh thấy là trông anh cũng đâu có xấu xí gai mắt lắm đâu chứ sao em cứ cố tình tránh nhìn anh thế diệp thu thật sự không kiềm được tò mò nhìn lâm thanh nhã hỏi làm gì có có thể là do vừa dậy thôi mau ăn đi lâm thanh nhã tùy tiện qua loa vài câu sau đó tiếp tục ăn sáng không quan tâm đến diệp thu nữa điều này khiến diệp thu cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể nghe lời lâm thanh nhã đợi đến lúc cô ấy tan làm về thì hỏi sau cũng không muộn nghĩ đến đây diệp thu cũng không hỏi han thêm nữa anh cúi đầu tiếp tục ăn sáng sau khi ăn sáng xong lâm thanh nhã trang điểm đơn giản rồi chuẩn bị ra khỏi nhà diệp thu cũng bám theo sát phía sau cô tuy nhiên hai người vừa đi tới cổng biệt thự đúng lúc này chuông điện thoại của lâm thanh nhã đột nhiên vang lên cô lấy điện thoại ra nhìn không ngờ người gọi đến lại là lâm quốc đống ông nội của cô xem ra là có việc gì gấp rồi đây vì thế lâm thanh nhã vội vàng nhận điện thoại mỉm cười nói ông nội ơi chúc ông buổi sáng tốt lành sao ông lại gọi điện cho cháu thế ạ à? diệp thu đâu có ở bên cạnh cháu không lâm quốc đống nghiêm nghị hỏi nghe vậy lâm thanh nhã cũng sửng sốt cô quay lại liếc mắt nhìn diệp thu đứng sau mình hỏi có ạ à, ông tìm anh ta có chuyện gì sao ạ à? cháu lập tức dẫn nó về nhà lớn một chuyến đi dùng tốc độ nhanh nhất ngay lập tức lâm quốc đống dùng ngữ khí ra lệnh nói sau đó dập máy luôn Nghe tiếng ngắt kết nối truyền ra, "Chương 408, hắn giết cậu chủ của chúng tôi phải biết là." Kể từ khi Diệp Thu trở thành con rể của nhà họ Lâm, anh chưa bao giờ nhận được sự yêu thích của người lớn trong nhà, không hề có chỗ đứng và cảm giác tồn tại trong nhà họ Lâm, giống như một người vô hình. Bởi vì trong mắt người nhà họ Lâm, Diệp Thu chính là một kẻ vô dụng chỉ biết bám váy đàn bà mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Vì vậy, dù nhà họ Lâm có tổ chức hoạt động như là họp mặt gia đình thì họ cũng không bao giờ gọi Diệp Thu đến. Trừ ngày mừng thọ của Lâm Quốc Đống lần trước, nhờ Lâm Thanh Nhã xin sỏ nhiều lần nên phía nhà họ Lâm mới cho phép Diệp Thu đến. Nhưng hôm nay, Lâm Quốc Đống lại trực tiếp yêu cầu cô đưa Diệp Thu trở về. Điều này khiến Lâm Thanh Nhã thầm thấy rất nghi ngờ và khó hiểu. Đúng lúc này, Diệp Thu bước tới, nhìn Lâm Thanh Nhã, hỏi với vẻ thắc mắc, vợ ơi, có chuyện gì sao em? Vừa rồi ông nội gọi tới bảo tôi lập tức dẫn anh trở về nhà lớn của nhà họ Lâm một chuyến. Lâm Thanh nhã cau mày nói. Bảo anh trở về nhà lớn của nhà họ Lâm, xem ra ông nội nhớ anh rồi. Diệp Thu mỉm cười đùa giỡn nói. Diệp Thu, không phải tôi đả kích anh đâu nhưng mà anh cảm thấy chuyện này có thể xảy ra chắc. Lâm Thanh nhã khinh bỉ nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi. Ừm, có vẻ như không có khả năng cho lắm diệp thu nhún vai bởi vì anh cũng hiểu rõ vị trí của mình trong nhà họ lâm có thể nói là cực kỳ thấp luôn thậm chí còn không bằng một người hầu quét dọn vệ sinh của nhà họ lâm ấy chứ cũng chính vì thế nên nhà họ lâm căn bản chẳng có ai rảnh rỗi đi nhớ đến anh cả chứ đừng nói là lâm quốc đống chủ nhân của nhà họ lâm nói đi có phải anh lại gây ra hỏa gì ở ngoài rồi đúng không vẻ mặt lâm thanh nhã chợt trở nên nghiêm túc Cô nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi: "Gây hỏa? Oan cho anh quá vợ ơi, anh vẫn luôn ngoan ngoãn mà, anh chính là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, hành xử văn minh, nói năng lễ phép, còn là một người chồng tốt nữa." Diệp Thu nói với vẻ oan ức: "Vậy thì tại sao bỗng dưng ông nội lại gọi anh về nhà lớn?" Lâm Thanh nhã nheo mắt lại, dò hỏi: "Anh cũng không biết nữa, ông nội không nói gì sao?" thế thì chỉ có thể đợi đến lúc về tới nhà lớn mới có thể biết được nguyên nhân thôi. Diệp Thu Giang hai tay, vẻ mặt vô tội nói. Nghe xong, Lâm Thanh Nhã khẽ cao mày, sau đó chỉ có thể nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói, tốt hơn hết là anh đừng có gây ra rắc rối ở bên ngoài, nếu không, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Ừm, Diệp Thu vuốt mũi, trong lòng thầm nói. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Nhà lớn của nhà họ Lâm. Trong biệt thự của Lâm Quốc Đống, Chủ nhân nhà họ Lâm. Hiện giờ, phòng khách ở tầng 1, tất cả các thành viên cấp cao của nhà họ Lâm đều đã đến đủ. Bố mẹ của Lâm Thanh Nhã, Lâm Thanh Sơn, Triệu Thư Đình, rồi đến Lâm Vĩ, còn cả bố mẹ của anh ta, Lâm Thế Hải và Lưu Phương. Và gia đình bác, gia đình gì v v, tất cả đều đã đến đông đủ, đứng trong phòng khách, không dám động đậy, còn nghiêm túc hơn cả mở họp. Và trên bộ sofa gỗ gụ ở giữa phòng khách, vị trí độc quyền ban đầu thuộc về Lâm Quốc Đống, chủ nhân nhà họ Lâm này. Lúc này, người ngồi trên đó không còn là Lâm Quốc Đống nữa, mà là một gã đàn ông trung niên béo phệ trong bộ Âu phục đen. Đôi mắt của gã đàn ông béo phệ rất nhỏ, trông như dùng dao rạch hai đường trên mặt, hai con ngươi nhỏ tháo láo liên liếc qua liếc lại. Điều này khiến cả khuôn mặt của ông ta trông rất xâm tà và dung tục. Tuy nhiên lúc này, ông ta lại đang tựa lưng trên chiếc ghế sofa bằng gỗ gụ độc quyền của Lâm Quốc Đống một cách vô tư lự, bắt chéo chân, khí thế rất ngang ngược. Lâm Quốc Đống đứng bên cạnh với gương mặt tươi cười và cung kính, hoàn toàn không dám thể hiện ra chút bất mãn nào. Bởi vì người này là tổng quản gia của nhà họ tiêu ở Giang Bắc, Tiêu Phúc. Nhà họ tiêu ở Giang Bắc, đó là gia tộc siêu giàu và nổi tiếng chân chính ở Giang Châu. Tuy nhà họ Lâm cũng có chút thế lực ở Giang Châu, cũng được biết đến như một gia tộc giàu có. Nhưng đó cũng chỉ là đối với người bình thường thôi. Trước mặt nhà họ Tiêu, nhà họ Lâm chỉ như con sâu cái kiến, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bọn họ và nhà họ Tiêu thật sự cách nhau một trời một vực. Không quá lời khi nói. Với địa vị và sức mạnh của nhà họ Tiêu ở Giang Châu, chỉ cần tùy tiện di đầu ngón tay là đủ để đè chết nhà họ Lâm rồi. Vì thế, Nhà họ Tiêu chính là tồn tại mà nhà họ Lâm không bao giờ dám đắc tội. Mà cái gọi là quan thất phẩm dưới chân thiên tử. Mặc dù Tiêu Phúc chỉ là một quản gia của nhà họ Tiêu, nhưng ông ta vẫn đại diện cho nhà họ Tiêu. Từng lời ăn tiếng nói của ông ta đều đại diện cho ý kiến của nhà họ Tiêu. Hôm nay ông ta tới, tất nhiên nhà họ Lâm cũng không dám lạnh nhạt. Dù là Lâm Quốc Đống, chủ nhân của nhà họ Lâm, cũng phải lịch sự với ông ta về phần những người bên dưới như lâm thanh sơn lâm thế hải thì đều sợ tới mức không dám thở mạnh bởi vì họ sợ rằng một lời nói hay một hành động nào đó của mình sẽ khiến tiêu phúc không vui nếu như vậy sẽ đem lại tai họa mang tính hủy diệt cho nhà họ lâm ông chủ trà đã chuẩn bị xong rồi đúng lúc này một người hầu của nhà họ lâm bưng một tách trà tử xa thượng hạng đến trước mặt lâm quốc đống lâm quốc đống nhận lấy tách trà đánh mắt ra hiệu cho người hầu lui xuống sau đó xoay người cẩn thận đặt tách trà lên bàn trà trước mặt tiêu phúc, cung kính nói quản gia tiêu, đây là lá trà đại hồng bảo chính cống lấy từ cây mẹ ở núi Vũ Di, cháu trai tôi đã cố tình nhờ người lấy nó từ núi Vũ Di cho tôi, tôi vẫn luôn không nợ uống, mời ông nếm thử xem. Ồ, thế sao? Tiêu phúc hít đôi mắt vốn đã nhỏ đến không nhìn rõ lại, cầm tách trà lên, hơi nhấp một ngụm, sau đó cũng gật đầu, hờ hững nói, ừ, trà này cũng không tệ. Vừa nghe vậy, Lâm Vĩ đang đứng cách đó không xa lập tức phấn khích, vội vàng bước tới, nhìn Tiêu Phúc, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Quản gia Tiêu, ngài thích nó sao?" "Nếu ngài thích nó, tôi sẽ nhờ người lấy nó từ núi Vũ Di cho ngài." Hiển nhiên, cậu ta cũng muốn lấy lòng Tiêu Phúc, từ đó bám lên cái cây lớn nhà họ Tiêu này. Như vậy, chỉ cần có nhà họ Tiêu chống lưng, cậu ta sẽ có thể thuận buồm xuôi gió ngồi lên vị trí chủ nhân nhà họ Lâm tất nhiên lâm thanh nhã cũng không thể cạnh tranh với cậu ta đây là tính toán nho nhỏ trong lòng lâm vĩ tuy nhiên tiêu phúc lại chẳng hề quan tâm đến lời nói của lâm vĩ thậm chí đến liếc lâm vĩ một cái ông ta cũng chẳng buồn làm điều này khiến lâm vĩ vô cùng xấu hổ chỉ có thể xám xịt quay về chỗ tiêu phúc uống thêm một ngụm trà sau đó nhìn thời gian ngẩng đầu lên nhìn lâm quốc đống không kiên nhẫn hỏi ông chủ lâm diệp thu đã đến chưa Sắp đến rồi, tôi đã gọi điện và thông báo rồi, chắc bây giờ đã đang trên đường tới rồi, ông cứ uống trà trước đi. Lâm Quốc Đống vội vàng đáp lời. Hừ, tốt nhất là nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian và kiên nhẫn đến thế đâu. Tiêu Phúc sốt ruột nói. Vâng, vâng, Lâm Quốc Đống chỉ có thể tươi cười và gật đầu liên lịa. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng rất nghi ngờ. Tại sao hôm nay mới sáng sớm Tiêu Phúc đã đến tận cửa chỉ đích danh đòi gặp Diệp Thu vậy chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Quốc Đông cũng nhìn về phía Tiêu Phúc, thận trọng hỏi, quản gia Tiêu, ông đi tìm đứa cháu rể vô dụng này của tôi rốt cuộc là vì chuyện gì thế? Vì chuyện gì ấy hả? Ha ha, không ngờ đấy, ông thật sự cũng không biết chuyện này sao? Tiêu Phúc cười khẩy, vẻ mặt khinh thường hỏi, chương 409, phủi sạch quan hệ cái gì? Vừa nghe thấy lời này, cả Lâm Quốc Đống và đám người nhà họ Lâm có mặt ở đây đều hết sức kinh ngạc diệp thu giết cậu chủ nhà họ tiêu chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn họ tiêu thần cậu chủ nhà họ tiêu đó là người như thế nào chứ anh ta là đứa con trai cưng của tiêu kiếm chủ nhân nhà họ tiêu còn là người thừa kế tương lai của nhà họ tiêu nữa mà diệp thu lại dám giết anh ta một khi nhà họ tiêu tức giận lửa giận này sẽ lan thẳng sang cả nhà họ lâm nhà họ lâm sao có thể chịu nổi chứ tất cả bọn họ đều sẽ gặp họa vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt của Lâm Quốc Đống và tất cả thành viên của nhà họ Lâm đều lập tức khó coi vô cùng, đồng thời trong lòng cũng thầm mắng chửi Diệp Thu hàng nghìn lần. Quản gia Tiêu, liệu có hiểu lầm gì không ạ? À? Nhà họ Lâm chúng tôi vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng với nhà họ Tiêu, sao Diệp Thu có thể giết cậu chủ nhà họ Tiêu các vị được chứ? Hơn nữa, nó còn là một đứa vô dụng, chẳng có bản lĩnh gì cả mà. Lâm Quốc Đống hít sâu một hơi, vẻ mặt khó coi hỏi chuyện này thì phải đợi diệp thu kia tới hỏi mới có thể biết được tiêu phúc cười khẩy nói chuyện này vẻ mặt lâm quốc đống thay đổi liên tục sau đó ông ta vội vàng nhìn tiêu phúc nói quản gia tiêu dù lát nữa kết quả có thế nào thì tôi cũng phải nói rõ trước đối với nhà họ lâm diệp thu chỉ là một người ngoài thôi hành động của cậu ta không thể đại diện cho cả nhà họ lâm dù cậu ta có làm chuyện đó thật thì cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ lâm chúng tôi hết mong sau khi quản gia tiêu ra về chắc chắn phải nói rõ điều này với ông chủ tiêu đúng đó quản gia tiêu à diệp thu chỉ là một tên ăn hại tới nhà chúng tôi ở rể thôi nó có làm cái gì cũng chỉ có thể đại diện cho mình nó không liên quan gì đến chúng tôi hết phải phải chúng tôi chẳng thân quen gì với diệp thu cả ở nhà họ lâm chúng tôi nó còn chẳng bằng một con chó nữa chuyện nó làm không hề liên quan đến chúng tôi trong phút chốc đám người nhà họ lâm như lâm thế hải triệu thư đình cũng vội vàng rũ sạch quan hệ với diệp thu chỉ sợ liên lụy đến mình có liên quan hay không không thể chỉ nói miệng mà được phải chứng minh bằng hành động tiêu phúc bưng tách trà lên nhấp một ngụm vẻ mặt nghiền ngẫm nói nghe vậy lâm quốc đống sướng sờ trong giây lát một lão già thành tinh như ông ta tất nhiên hiểu ý của tiêu phúc là gì kẻ này muốn ông ta xì tiền ra đây mà vì thế ông ta vội vàng rút tấm thẻ ngân hàng trong túi ra đặt lên bàn trà trước mặt tiêu phúc cung kính nói quản gia tiêu trong thẻ này có một triệu mật khẩu là sáu chữ số đằng sau của mã số thẻ ông cầm đi uống chút trà đừng khách sao với tôi sao lại không biết xấu hổ thế được chứ tiêu phúc hít mắt lại cười khẩy nói chút tiền mọn thôi quản gia tiêu cứ cầm tiêu đi không đủ thì cứ nói với tôi một tiếng lâm quốc đống nịnh nọt nói ha 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 ông chủ lâm thật sự khách sáo quá rồi nếu đã thế thì tôi xin phép nhận vậy Tiêu Phúc cười sang sảng, sau đó thò tay cầm lấy cái thẻ ngân hàng, cất vào trong túi. Thấy vậy, Lâm Quốc Đống cũng thở vào nhẹ nhóm, sau đó ông ta nhìn Tiêu Phúc, dè giặt hỏi, thế chuyện kia, ông chủ Lâm cứ yên tâm, người ta nói oan có đầu nợ có chủ, nhà họ Tiêu chúng tôi cũng rất hiểu đạo lý này, chuyện này chỉ do mình Diệp Thu gây ra thôi, không liên quan gì đến nhà họ Lâm các ông hết. Gia chủ nhà chúng tôi hôm nay cử tôi đến đây cũng chỉ bảo tôi phải dẫn Diệp Thu về điều tra, chỉ cần nhà họ Lâm các ông không che chở cho Diệp Thu, vậy thì nhà họ Tiêu cũng sẽ không gây rắc rối cho nhà họ Lâm. Sau khi Tiêu Phúc nhận lấy thẻ ngân hàng của Lâm Quốc Đống, giọng điệu cũng thân thiện hơn rất nhiều, vẻ mặt tươi cười nói: "Nghe vậy, Lâm Quốc Đống và cả người nhà họ Lâm đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu nhà họ Tiêu chỉ truy cứu trách nhiệm đối với mình Diệp Thu chứ không không nhắc đến bọn họ thì bọn họ cũng có thể thật sự yên tâm rồi." còn về an toàn của Diệp Thu thì bọn họ cũng chẳng quan tâm. Thậm chí trên gương mặt của rất nhiều người còn lộ ra vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp họa. Ví dụ như Triệu Thư Đình, vợ chồng Lâm Thế và Lưu Phương, còn có cả Lâm Vĩ nữa. Bọn họ chỉ muốn Diệp Thu chết luôn ý chứ. Lần này Diệp Thu đã giết Tiêu Thần, cậu chủ của nhà họ Tiêu. Cũng có nghĩa là hoàn toàn đắc tội với nhà họ Tiêu rồi. Một khi thế lực khổng lồ này ra tay, dù diệp thu có chín cái mạng cũng sẽ chết chắc điều này khiến bọn họ trong chốc lát cảm thấy phấn khích vô cùng tận mà đúng lúc này cửa lớn của biệt thụ được đẩy ra lâm thanh nhã dẫn theo diệp thu bước từ ngoài vào mọi người thấy thế trong ánh mắt cũng tràn đầy hưng phấn chuẩn bị tốt tâm lý đứng hóng chuyện thấy phòng khách tập trung đủ cấp cao nhà họ lâm quy mô còn hơn cả mở hội nghị quan trọng của gia tộc hơn nữa vị trí gia chủ bình thường vốn thuộc về lâm quốc đống lúc này lại có một người đàn ông lạ mặt ngồi ở đó điều này khiến sự nghi ngờ trong mắt lâm thanh nhã ngày càng tăng thêm mà đúng lúc này lâm quốc đống cũng chú ý đến lâm thanh nhã và diệp thu ông ta vội vàng cất nụ cười nịnh nọt trên mặt đi vẻ mặt nghiêm nghị nói thanh nhã diệp thu sao bây giờ hai đứa mới đến hả ông nội ơi cháu xin lỗi trên đường đến đây hơi kẹt xe Lâm Thanh Nhã ái náy nói. Được rồi, ông biết rồi, cháu đứng sang bên cạnh trước đi. Lâm Quốc đống xua tay. Dạ, Lâm Thanh Nhã nhíu mày, vừa định hỏi ông xem tìm Diệp Thu có việc gì. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp nói ra. Triệu Thư Đình đứng ở một bên đã vội vàng tiến lên túm lấy cánh tay cô, kéo cô cách xa khỏi Diệp Thu, dẫn cô đứng sang một bên. Mẹ, mẹ làm gì thế? Lâm Thanh Nhã khó hiểu hỏi. Tiểu Nhã, Hứa với mẹ, lát nữa dù có xảy ra chuyện gì con cũng phải đứng im ở đây, không được nói chuyện, càng không được lo chuyện bao đồng, rõ chưa hả? Triệu Thư Đình nhìn Lâm Thanh Nhã dặn dò. Tuy bà ta rất muốn thấy Diệp Thu xui xẻo nhưng Lâm Thanh Nhã chính là con gái ruột của bà ta. Tất nhiên bà ta không muốn để Lâm Thanh Nhã dính líu vào chuyện này. Nghe vậy, Lâm Thanh Nhã cũng sững sờ, sự nghi ngờ trong ánh mắt càng rõ rệt hơn, cô khó hiểu hỏi tại sao ạ? rốt cuộc là có chuyện gì? Trời ơi, con đừng hỏi nữa, xong chuyện mẹ sẽ giải thích cho con, tóm lại, con chỉ cần làm y như lời mẹ bảo là được, mẹ sẽ không hại con. Triệu Thư Đình nói. Sau đó, bà ta quay lại huyết lâm thanh sơn đứng bên cạnh vẫn im lặng từ nãy tới giờ, bực bội nói, này, đừng bảo ông còn định cứu đứa con rể quý báu của ông đấy nhé. Tôi nói cho ông biết, thằng ăn hại Diệp Thu kia phạm phải tội lớn như thế, ai cũng không cứu nổi nó đâu, tốt nhất là ông cũng bất gây chuyện cho tôi, lát nữa dù có thế nào thì ông cũng không được phép làm chuyện bao đồng đâu đấy, đừng có liên lụy đến cả nhà chúng ta rồi lại khiến cả nhà chúng ta bị chém tận giết tuyệt. Bà đang nói linh tinh cái gì thế hả? Lâm Thanh Sơn chừng mắt nhìn Triệu Thư Đình, lạnh lùng quát. Những gì tôi nói đều là sự thật thôi, ông tự suy nghĩ cho vào. Triệu Thư Đình bĩu môi, chương 410, tôi đi với ông. Nghe thấy lời nói lập lờ nước đôi như thế của bố mình, Lâm Thanh Nhã lại càng nghi ngờ hơn. Đúng lúc này, Lâm Quốc đống lại vẫy tay với Diệp Thu vẫn còn đứng ở chỗ cũ, lạnh lùng nói, "Diệp Thu, cậu qua đây." Diệp Thu nhíu mày, nhưng vẫn tiến lên. Lâm Quốc đống vội vàng nhìn Tiêu Phúc đang ngồi thưởng trà, cung kính nói, "Quản gia Tiêu, cậu ta chính là Diệp Thu, ông định xử lý thế nào?" Tiêu Phúc đặt tách trà xuống, liếc mắt nhìn Diệp Thu, cười khẩy hỏi, "Mày chính là Diệp Thu?" "Là tôi, ông là ai?" Diệp Thu gật đầu, thản nhiên hỏi. Hỗn láo, sao cậu dám ăn nói với quản gia tiêu như thế hả? Ngữ khí tôn trọng chút cho tôi. Lâm Quốc đống trừng Diệp Thu bằng ánh mắt hung dữ, lạnh lùng trách mắng. Quả nhiên là một thằng nhà quê, ít được dạy dỗ, một chút lễ phép cũng không hiểu, bảo sao lại làm ra loại chuyện như thế chứ. Lâm Thế Hải, chú của Lâm Thanh Nhã, nói với vẻ mặt khinh bỉ. Đúng đấy, hạng người như thế đúng là không xứng để ở lại nhà họ Lâm, trừ việc rước họa cho nhà họ Lâm chúng ta ra thì chẳng được tích sự gì cả. Lưu Phương cũng phụ họa. Còn đề nghị, lập tức trục xuất Diệp Thu ra khỏi nhà họ Lâm, cắt đứt mọi quan hệ. Lâm Vĩ nghiến răng nói. Địch ý của một nhà ba người này đối với Diệp Thu thật sự quá lớn. Dù sao, trên tiệc mừng thọ lần trước của Lâm Quốc Đống, Diệp Thu cũng đã khiến cả nhà bọn họ mất mặt. Vì thế, lúc này, Diệp Thu gặp khó khăn, một nhà ba người bọn họ tất nhiên phải lập tức bỏ thêm dầu vào lửa diệp thu cậu đã biết sai chưa lâm quốc đống chừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng hỏi cho cháu hỏi cháu đã làm sai chuyện gì ạ à? diệp thu hỏi với vẻ khó hiểu hừ còn ở đấy mà giả ngây giả dại nữa hả tôi hỏi cậu tiêu thần cậu chủ nhà họ tiêu có phải do cậu giết không lâm quốc đống ngử lạnh trầm giọng hỏi ông ta vừa nói xong nét mặt của lâm thanh nhã đứng ở một bên lập tức thay đổi trên đường tới đây cô đã tưởng tượng ra các trường hợp nhưng dù thế nào cũng không nghĩ được đến điều này ôi trời ạ à, diệp thu mà lại giết cậu chủ của nhà họ tiêu sao chuyện này khác nào chọc thủng trời chứ điều này khiến lâm thanh nhã trong chốc lát cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng diệp thu lại chẳng hề cảm thấy to tát anh còn tưởng là chuyện gì lớn chứ không ngờ lại chỉ là chuyện này chỉ có điều, sao nhà họ Tiêu lại điều tra ra đến mình được nhỉ? Lúc đó mình không chỉ giết Tiêu thần mà còn xử lý tất cả người ở đó rồi mà. Theo lý thì sẽ không để lại bằng chứng gì mới đúng. Vì thế nên, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhà họ Tiêu không nắm được bất cứ bằng chứng nào có thể trực tiếp chứng minh mình là người giết Tiêu thần cả. Chắc bọn họ chỉ điều tra được dạo gần đây mình là người có xích mích với Tiêu thần nên phân tích dự đoán hung thủ có khả năng sẽ là mình thôi nếu đã thế thì mình không thừa nhận là được nghĩ đến đây diệp thu lập tức lắc đầu rất bình tĩnh nói không phải cháu vớ vẩn tiêu phúc lập tức ngồi thẳng dậy chừng diệp thu lạnh lùng nói theo nhà họ tiêu bọn tao điều tra người dạo gần đây có xích mích với cậu chủ nhà bọn tao chỉ có mày thôi vì vậy hung thủ giết hại cậu chủ nhà bọn tao không phải mày thì còn có thể là ai nữa hả tiêu phúc nói lời này cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp khẳng định suy đoán trong đầu Diệp Thu. Xem ra nhà họ tiêu thật sự không có bằng chứng, tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu thế thì, Diệp Thu cũng càng yên tâm hơn. Đương nhiên, anh cũng chẳng sợ nhà họ tiêu gây rắc rối cho mình. Giết thì cũng đã giết rồi. Chỉ là một gia tộc nhỏ ở Giang Châu mà thôi. Anh nhấc tay một cái là có thể diệt gọn, hoàn toàn không cần phải sợ hãi còn nguyên nhân khiến anh lo lắng chủ yếu là ở lâm thanh nhã hiện tại lâm thanh nhã đang ở đây anh không muốn để lâm thanh nhã biết mình từng giết người như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong mắt lâm thanh nhã vì thế khi ở trước mặt lâm thanh nhã dù thế nào anh cũng sẽ không thừa nhận tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi tuy tôi và cậu tiêu từng có xích mích nhưng cũng chỉ là xích mích bằng lời thôi còn chưa đến mức phải giết người đâu hơn nữa cậu chủ nhà họ tiêu có địa vị tôn quý như thế bình thường ra ngoài lúc nào cũng có cả đám vệ sĩ kèm cặp một thằng con rể ở rể như tôi sao có thể giết được anh ta chứ vẻ mặt diệp thu bình thản không hề hoảng loạn nói mà lời này của anh dù đặt trong trường hợp nào cũng đều rất có lý nhưng tiêu phúc hoàn toàn không quan tâm nhiều đến thế ông ta cười khẩy vẻ mặt khinh bỉ nói nhóc con mày đừng có vội ngụy biện cho mình làm gì mày nói với tao nhiều như thế cũng chẳng ích gì đâu. hôm nay tao đến cũng không phải để nghe mày giải thích. rốt cuộc có phải mày giết hay không cũng không phải chỉ do lời nói một phía từ mày có thể quyết định được. phải để ông chủ nhà tao nói mới tính. đi với tao một chuyến. đi đâu? diệp thu nhíu mày, nghi ngờ nói. nhà họ tiêu. tiêu phúc cười khẩy nói. nếu tôi không đi thì sao? diệp thu hít mắt lại. không đi. ha ha. tiêu phúc cười trào phúng vẻ mặt ngang ngược nói, chuyện này không do mày quyết định. Danh con, đừng quên thân phận của mày, mày cũng chỉ là một thằng con rể đi ở rể nho nhỏ của nhà họ Lâm mà thôi. Ngay cả nhà họ Lâm cũng không dám làm trái mệnh lệnh của nhà họ Tiêu, mày nghĩ mày có thể chắc. Hôm nay mày đi thì đi mà không đi cũng phải đi, trừ phi, mày muốn khiến cả nhà họ Lâm phải gặp họa vì mày. Nghe vậy, Lâm Quốc Đống và đám người nhà họ Lâm đều biến sắc. Diệp Thu, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn phối hợp với quản gia tiêu, tới nhà họ tiêu cùng ông ấy để tiếp nhận điều tra, nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Lâm Quốc Đống lập tức xa sầm nét mặt, trách mắng. Diệp Thu, nếu cậu còn là một thằng đàn ông thì tự chịu trách nhiệm cho chuyện mình làm đi, đừng có để vì mình cậu mà liên lụy đến cả nhà họ Lâm. Triệu Thư Đình lườm Diệp Thu. Phải đấy, nhà họ Lâm chúng tôi không bạc đãi cậu, cho cậu ăn ngon mặc đẹp, ở biệt thự, còn sống cuộc sống của tầng lớp thượng lưu nữa. Nếu cậu biết cảm ơn dù chỉ là một chút thôi thì nên lập tức dỗ sạch quan hệ với nhà họ Lâm, tự mình gánh vác chuyện này đi. Lâm Thế Hải lạnh lùng nói. Diệp Thu, anh mau cút đi, cái đồ sao trổi nhà anh, lẽ nào anh còn muốn hại chết tất cả bọn tôi hả? Mau cút ra khỏi đây, ngoan ngoãn đi cùng quản gia tiêu đi. Lâm Vĩ còn sốt ruột hơn, cậu ta gào vào mặt Diệp Thu. Trong phút chốc, đám người nhà họ lâm nhao nhao lên tiếng tất cả đều yêu cầu diệp thu mau đi cùng tiêu phúc không một ai nói đỡ cho diệp thu cả đối với điều này diệp thu chẳng hề cảm thấy bất ngờ dù sao anh với đám người này cũng chẳng có tình cảm gì sao bọn họ có thể nói đỡ cho anh chứ sau đó anh nhìn thẳng vào lâm thanh nhã đang đứng trong đám người lúc này lâm thanh nhã cũng đang nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc và sững sờ tuy chưa bình tĩnh lại hẳn sau chuyện này nhưng diệp thu vẫn có thể thấy được sự lo lắng trong ánh mắt lâm thanh nhã điều này khiến trái tim lạnh lẽo cứng rắn của diệp thu bỗng chốc nhũn ra trên đời toàn là lạnh lẽo và tàn khốc thì sao dù tất cả đám người nhà họ lâm đều không thích anh chỉ cần trong lòng lâm thanh nhã có anh lo lắng cho anh thế là đủ rồi bởi vì diệp thu chỉ quan tâm đến thái độ của lâm thanh nhã đối với mình thôi còn những kẻ khác sống hay chết thì liên quan gì đến anh? Nghĩ đến đây, Diệp Thu nhìn thẳng về phía tiêu phúc, thản nhiên nói tôi đi với ông. Audio điện tử võ tấn bền chương 411, chờ anh về nghe thấy Diệp Thu đồng ý đi cùng tiêu phúc. Đám người nhà họ Lâm đều thở phào nhẹ nhóm, sau đó ai nấy đều mang vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Vì bọn họ biết, lần này Diệp Thu đi hẳn là sẽ không thể quay về được đâu dù Diệp Thu có phải hung thủ giết hại tiêu thần thật hay không, có lẽ cũng khó tránh khỏi cái chết. Dù sao quan trọng nhất là, hiện tại tiêu kiếm, chủ nhân nhà họ tiêu, chắc chắn đang tức điên lên rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ lấy Diệp Thu ra để trút giận. Vì thế hôm nay chỉ cần Diệp Thu đi theo tiêu phúc tới nhà họ tiêu, vậy chắc chắn sẽ cử tử nhất sinh. Suy nghĩ này khiến đám người triệu thư đình, Lâm Thế Hải và Lâm Vĩ phấn khích vô cùng. Ha ha, biết sợ rồi hả? đúng là cái đồ hèn nhát. Tiêu Phúc cười khinh thường, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa, lườm Diệp Thu, cười khẩy cảnh cáo, oát con, tốt nhất là mày đừng có dở trò, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nói xong, Tiêu Phúc lập tức đi thẳng ra khỏi biệt thự. Diệp Thu cũng theo sát ông ta. Lúc đi qua Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu quay sang nhìn Lâm Thanh Nhã. Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã đang định tiến lên nhưng triệu thư đình và lâm thanh sơn đứng cạnh cô lại vội vàng giữ chặt cô lại so với sự chán ghét mà triệu thư đình dành cho diệp thu thật ra lâm thanh sơn không có ấn tượng quá tệ về diệp thu ngược lại ông còn khá yêu mến diệp thu là đằng khác ban đầu cũng là ông thấy diệp thu không tệ nên mới chọn diệp thu làm anh chồng ở rể của nhà họ lâm tuy nhiên vào lúc này ông chỉ có thể chọn bảo vệ đứa con gái lâm thanh nhã của mình không để Lâm Thanh Nhã bị liên lụy vào chuyện này. Trong tình huống này, ắt hẳn bất cứ người làm cha nào trên đời cũng đều sẽ làm như thế. Bố, mẹ, bố mẹ buông con ra. Lâm Thanh Nhã giấy rùa kịch liệt. Tuy nhiên, cô chỉ là một người phụ nữ, bị cả hai người lớn giữ lại cùng lúc thì dù có giấy rùa thế nào cũng đều vô ích. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhìn Diệp Thu, lớn tiếng ngăn cản, Diệp Thu, anh đừng đi. Vợ ơi, ngoan nhé, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, anh đi một chuyến rồi về, đợi anh về sẽ làm đồ ăn ngon cho em. Diệp Thu mỉm cười nói. Không được, anh không thể đi, anh sẽ chết đấy. Lâm Thanh nhã lắc đầu, đôi mày lá liễu cao lại, lạnh lùng nói. Tuy giọng điệu của cô hơi bá đạo, nhưng Diệp Thu vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng trong đó. Em yên tâm đi, anh hứa với em, anh sẽ quay về mà, đây là lời cam kết của anh, tin tưởng anh nhé. Diệp Thu lắc đầu cười, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng và thương yêu. Sau đó anh quay người đi cùng Tiêu Phúc ra khỏi biệt thự. Quản gia Tiêu về cẩn thận, mong lần sau ông lại tới làm khách, nhà họ Lâm chúng tôi sẽ tiếp đón nồng nhiệt. Lâm Quốc Đống nhìn theo bóng lưng của Diệp Thu, trên mặt đều là ý cười, cung kính nói. Thấy Tiêu Phúc dẫn Diệp Thu ngồi lên xe rời đi. Ông ta và đám người nhà họ Lâm đều thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng coi như buông xuống vì trong lòng bọn họ đều rõ lần này nhà họ lâm thật sự an toàn rồi tốt quá rồi cuối cùng cũng xem như không sao nữa sợ bóng sợ gió một hồi lát nữa chúng ta mở tiệc rượu chúc mừng đi lâm thế hải nhìn mọi người ở đây vẻ mặt vui mừng nói ý hay đấy phải mở tiệc chúc mừng thật lớn vào đúng 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 cái tên sao trổi diệp thu này đi rồi chúng ta phải mở tiệc xua đuổi vận đen mới được tôi thấy được đấy thế thì bắt tay vào làm luôn đi trong phút chốc bọn họ ồn ào gật đầu đồng ý các người lâm thanh nhã chừng mắt nhìn bọn họ vẻ mặt lạnh lùng hỏi lần này diệp thu đi không rõ sống chết các người lại còn có tâm trạng mở tiệc ăn mừng nữa hả diệp thu có chết hay không thì liên quan gì đến chúng ta chứ đúng là buồn cười thật đấy lâm thế hải khinh thường nói sau đó ông ta lại nhìn đám người còn lại nói mọi người về nhà đem rượu ngon mình cất giữ lấy ra đi hôm nay phải ăn mừng thật lớn mới được duyệt bọn họ đều gật đầu rồi chuẩn bị rời đi các người lâm thanh nhã tức đến nghiến răng ken két lâm thanh sơn vỗ vai lâm thanh nhã an ủi tiểu nhã con phải học cách chấp nhận hiện thực lần này diệp thu nó e là thật sự lành ít giữ nhiều rồi không thể nào anh ta đã hứa với con là chắc chắn sẽ quay về rồi anh ta chưa bao giờ thất hứa cả con tin anh ta lâm thanh nhã lắc đầu vẻ mặt kiên định nói ha ha lâm thanh nhã ơi là lâm thanh nhã chị đừng có ở đấy mà ngây thơ nữa đi còn trở về ấy hả trở về cái đít đấy là nhà họ tiêu đấy chị nghĩ một tên vô dụng như diệp thu đến rồi còn có thể quay về được chắc đừng có kể chuyện cười nữa chị cứ chuẩn bị đi nhặt xác cho anh ta đi là vừa lâm vĩ ở một góc đi tới vẻ mặt khinh thường cười khẩy nói cậu nói vớ vẩn lâm thanh nhã trừng lâm vĩ lạnh lùng nói tôi nói vớ vẩn dám cược không lâm vĩ cười khẩy hỏi cược cái gì lâm thanh nhã hít mắt lại nếu trước giờ ăn trưa hôm nay diệp thu có thể quay về tôi sẽ ăn phân trước mặt tất cả mọi người ở đây còn nếu diệp thu không trở về được chị phải rút lui khỏi tập đoàn lâm thị giao chức tổng giám đốc lại cho tôi ván cược này chị có dám đánh cược không con người lâm vĩ đảo qua đảo lại vẻ mặt gian xảo nói Tiểu Vĩ, bây giờ cảm xúc của chị con đang không ổn định, con không thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của như thế được, hiểu chứ? Lâm Thanh Sơn cau mày, nhìn Lâm Vĩ nói. Bác à, bác nói thế là không đúng rồi, gì mà bảo cháu cháu nhà hôi của chứ? Lâm Vĩ rất không phục biểu môi, vẻ mặt khinh thường nói, tưởng chị tin Diệp Thu lắm cơ mà. Chị nghĩ chắc chắn Diệp Thu sẽ quay trở về còn gì? Thế thì cược với tôi đi. Chuyện đề cử, đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Nếu không thì lập tức câm miệng, bớt ở đấy mà giả vờ tình sâu nghĩa nặng đi, tưởng bây giờ chúng ta đang đóng phim yêu đương thần tượng thật chắc. Còn CMN chắc chắn sẽ về nữa, về cái con khỉ ấy, đúng là cười chết mất. Lúc này, Lâm Thế Hải đứng gần đó cũng vội vàng đi tới, phụ họa nói, anh cả, chuyện giữa bọn trẻ, một người lớn như anh xen vào làm gì? Đừng bảo là vì anh không muốn từ bỏ quyền lực đấy nhé hay là anh sợ sau khi con trai em lên nắm quyền ở Lâm Thị sẽ xuất sắc hơn con gái anh? Anh đừng có quên, tập đoàn Lâm Thị không phải của mình nhà anh mà là của cả nhà họ Lâm. Tôi, Lâm Thanh Sơn bị hai bố con nhà kia nói đến cứng họng. Đủ rồi. Lâm Thanh Nhã thật sự không nghe nổi nữa. Cô chừng mắt nhìn Lâm Vĩ, lạnh lùng nói tôi đồng ý cược với cậu. Mong là đến lúc đó cậu có thể tuân thủ lời hứa, đừng có chơi xấu như lần trước. Chị yên tâm đi, lần này tôi nói là làm, cũng mong chị đến lúc đó đừng có ăn quyệt nhé. Trong đôi mắt Lâm Vĩ lóe lên sự danh mãnh, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc thắng. Lâm Thanh Nhã tôi chưa bao giờ nuốt lời. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Được thôi, thế thì bây giờ tôi chỉ cần đợi tiếp nhận quyền quản lý tập đoàn Lâm Thị thôi, nhớ là đến lúc đó văn phòng của tôi phải được dọn dẹp sạch sẽ đấy nhé, tôi không thích trong văn phòng của mình mà lại bày đồ của người khác đâu. Lâm Vĩ cười đắc chí, sau đó cậu ta quay người đi ra khỏi biệt thự. Trong mắt cậu ta, vị trí tổng giám đốc này cơ bản đã thành vật trong túi rồi. Bởi vì cậu ta có thể khẳng định 100% là trước buổi trưa hôm nay, Diệp Thu chắc chắn sẽ không thể về được. Đùa à, ở Giang Châu mà lại đắc tội với nhà họ Tiêu. Chương 412, ông không thể giết được tôi đâu tại trang viên nhà họ Tiêu. Làm một thành viên trong tứ đại gia tộc trang viên này chính là trụ sở của gia tộc bọn họ. Xây dựng cứ phải gọi là vô cùng tráng lệ. Chỉ riêng diện tích của nó thôi cũng đã lên đến 3,7 km vuông rồi. Bên trong trang viên rộng lớn, có núi giả, có hồ nhân tạo, còn có cả sân đánh gôn. Các loại trang thiết bị đều đủ cả. Tất cả thực vật, vườn hoa, thảm cỏ trong trang viên đều được đội ngũ bảo vệ môi trường chuyên nghiệp thiết kế và sửa sang hàng ngày chỉ tính riêng chi phí sửa sang mỗi ngày thôi đã lên đến hơn chục nghìn rồi. Không chỉ có thế, quần thể biệt thự cao cấp phong cách châu Âu trong trang viên đã hình thành nên một cảnh quan đắt giá. Và kiến trúc chính của trang viên là một lâu đài khổng lồ mang phong cách châu Âu chính thống. Khí thế khoáng đạt và trang hoàng lộng lẫy chẳng khác nào cung điện của hoàng đế. Nghe nói, năm đó nhà họ tiêu đã chi gần 4 tỷ NDT để xây dựng trang viên này. Từ đó có thể hình dung được mức độ đắt đỏ của nó. Và điều này cũng vừa có thể chứng tỏ địa vị tối cao của nhà họ Tiêu ở Giang Châu. Về phần nhà lớn gì đó của nhà họ Lâm, khi so sánh với trang viên này của nhà họ Tiêu, phải nói là tồi tàn thấy rõ. Trông không khác gì một khu ổ chuột cả. Đương nhiên rồi, trang viên nhà họ Tiêu là trụ sở chính của nhà họ Tiêu. Trừ sự xa hoa và tráng lệ ra, an ninh ở đây cũng khá nghiêm ngặt chỉ riêng ở cửa thôi đã có đến hai đội bảo an gồm 40 người canh gác. Những nhân viên bảo vệ này đều là quân nhân đã giải ngũ. Trong trang viên còn có hơn 10 đội tuần tra, luân phiên tuần tra tại các địa điểm đã định sẵn. Ngoài ra, trong nội bộ nhà họ tiêu còn nuôi dưỡng một số lượng lớn cao thủ. Có thể nói như thế này. Chỉ cần nhà họ tiêu không đồng ý, một con chuột cũng đừng hòng lẻn được vào trong trang viên. Tấn công bằng vũ lực hoàn toàn là hành vi tìm chết. Hệ số an toàn của cả trang viên này còn mạnh hơn ngân hàng nhiều. Đúng lúc này, một chiếc Audi A8 màu đen dừng lại trước lâu đài nằm ở chính giữa trang viên. Cửa mở, Tiêu Phúc với hình thể béo phệ bước xuống trước, sau đó là Diệp Thu. Thấy thế, sự khinh thường lóe lên trong mắt Tiêu Phúc, bởi vì trên cả quãng đường đến đây, Diệp Thu vô cùng thành thật, không nói bất cứ lời nào. Trong suy nghĩ của Tiêu Phúc, diệp thu rõ là đã sợ đến ngu cả người luôn rồi vì thế nên mới thành thật đến vậy thế cũng đúng diệp thu bàn về hậu trường thì không có hậu trường bàn về thân phận cũng không có thân phận tên này cũng chỉ là một thằng nhãi nghèo từ quê lên mà thôi khó khăn lắm mới có thể trở thành con rể của nhà họ lâm cuối cùng lại xảy ra chuyện mà nhà họ lâm lại chẳng có một ai nói đỡ cho cậu ta cả thậm chí còn bán đứng cậu ta luôn ấy chứ một con kiến như thế ở trước mặt một gia tộc khổng lồ như nhà họ Tiêu, tất nhiên sẽ hãi đến điếng người rồi. Thấy sao oát con, nhà họ Tiêu khí thế lắm đúng không? Có biết vì sao nhà họ Lâm không dám bảo vệ mày không? Tiêu Phúc chỉ vào tòa lâu đài giống như cung điện trước mặt, đắc chí hỏi. Chủ của các ông đâu? Đưa tôi đến gặp ông ta. Diệp Thu mặt không cảm xúc, thờ ơ nói. Trong mắt anh, tòa lâu đài lộng lẫy này chỉ như một trò hề thôi không phải là khoác lác đâu nhưng mà chỉ cần anh muốn nhà vệ sinh trong nhà anh còn có thể xây hoành tráng hơn thế này ấy chứ ôi trời vội tìm chết đến thế cơ à được vậy tao sẽ giúp mày hoàn thành mong ước này dù sao hôm nay chỉ cần đã tiến vào lâu đài này mày đừng hòng bước ra khỏi đây nữa dù ông trời có xuống đây cũng không cứu nổi mày đâu hiểu chứ tiêu phúc cười khẩy ông ta nhìn diệp thu bằng ánh mắt như đang nhìn một người đã chết thế cơ à chưa chắc đâu diệp thu nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy nghiền ngẫm sao đừng bảo mày tưởng mày vẫn có thể sống sót trở ra đấy nhé tiêu phúc nhếch mép cười khinh miệt vẻ mặt khinh bỉ nói đúng là một thằng nhóc ngây thơ mày sẽ biết ngay thôi trước mặt quyền quý chân chính một mạng người rẻ mạt đến mức nào đi theo tao nói rồi tiêu phúc dẫn đường đi trước diệp thu theo sau hai người bước vào trong lâu đài đi thẳng đến cửa một căn phòng trên tầng 2 của lâu đài. Tiêu Phúc gõ cửa phòng, cung kính nói, ông chủ, đã dẫn Diệp Thu tới rồi. Đưa vào, một giọng nói âm trầm sen lẫn lửa giận phát ra từ trong phòng. Nghe vậy, Tiêu Phúc giơ tay đẩy cửa ra, sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói, vào đi. Diệp Thu không hề do dự, trực tiếp nhấc chân bước vào. Trong phòng, một chiếc quan tài pha lê được đặt trên sàn nhà. Tất nhiên Diệp Thu có quen biết thi thể trong quan tài pha lê, đó chính là tiêu thần bị anh tát chết cách đây không lâu. Và trên chiếc ghế sofa bọc ra bên cạnh quan tài pha lê. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đang ngồi. Xét về ngoại hình, người đàn ông này khá giống tiêu thần, cả người ông ta toát ra khí chất của bề trên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người này hẳn là bố của tiêu thần, người đứng đầu của nhà họ tiêu, tiêu kiếm. Ông chủ, kẻ này chính là diệp thu tiêu phúc bước nhanh đến bên cạnh tiêu kiếm chỉ vào diệp thu nói với giọng điệu đầy tôn kính nghe vậy nét mặt tiêu kiếm lập tức âm trầm hẳn đôi mắt nhìn thẳng vào diệp thu trầm giọng hỏi con của tao có phải do mày giết hay không là tôi diệp thu thản nhiên nói diệp thu vừa dứt lời tiêu kiếm lập tức cau mày ông ta hoàn toàn không ngờ được rằng diệp thu lại thừa nhận điều đó một cách thản nhiên đến thế Tiêu Phúc cũng sừng sốt. Bởi vì lúc ở nhà họ Lâm, Diệp Thu đã phủ nhận điều này ngay tắp lự. Tại sao bây giờ thừa nhận nó một cách thoải mái như thế? Quát con, lúc ở nhà họ Lâm, mày không nói như vậy. Nếu mày dám nói linh tinh làm chậm chế việc xác định hung thủ thực sự của bọn tao thì mày cũng sẽ chết chắc. Tiêu Phúc trừng Diệp Thu bằng ánh mắt hung tợn, lạnh lùng quát. Tôi không nói linh tinh, người giết tiêu thần đúng là tôi, lúc ở nhà họ Lâm, vì có cả vợ tôi ở đó, tôi không muốn để cô ấy biết là tôi đã giết người, nên mới phủ nhận." Diệp Thu nói một cách nhẹ như băng. Vừa nghe vậy, Tiêu Kiếm và Tiêu Phúc nhìn nhau, cả hai đều cau mày. Sau đó, Tiêu Kiếm nhìn chằm chằm vào Diệp Thu bằng ánh mắt dữ tợn và lạnh lùng hỏi, "Vậy tại sao mày lại muốn giết con trai tao? Một tên cặn bã, đáng giết, hơn nữa, tôi còn cho anh ta một cơ hội rồi, tiếc là anh ta không biết trân trọng, còn định giết tôi nữa chứ?" Vậy nên tất nhiên tôi sẽ không khách sáo với anh ta nữa." Diệp Thu thẳng thừng nói. "Láo xược." Tiêu Kiếm lập tức nổi điên lên, ông ta nhìn thẳng vào Diệp Thu, giận dữ gào lên, "Diệp Thu, Tiêu Thần là con trai tao và còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Tiêu, còn mày chỉ là một thằng con rể ở đợ của nhà họ Lâm mà thôi, một con kiến như mày, sao mày dám giết con trai tao?" "Mày không sợ chết hả?" "Sợ chứ, chỉ cần là người, ai mà lại không sợ chết?" Nhưng ông không thể giết tôi được." Diệp Thu bình thản nói, "Tao không thể giết mày." "Ha ha, Diệp Thu, đừng nói là mày, dù là nhà họ Lâm tao cũng có thể diệt sạch, vậy mà mày lại dám nói là tao không thể giết được mày sao?" "Mày đang đùa cái gì thế hả?" Tiêu Kiếm cười khẩy nhưng vẻ mặt lại vô cùng u ám, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Chương 413, các ông hết cơ hội rồi. Tiêu Kiếm và cả quản gia Tiêu Phúc thấy thế đều sững sờ nà ní thăm quát này nghĩ nhà họ tiêu là chỗ nào chứ hả? muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chắc. tưởng nhà họ tiêu dễ nói chuyện đến thế hả? Hơn nữa, vừa rồi cậu ta còn dám cảnh cáo nhà họ tiêu, bảo nhà họ tiêu đừng tiếp tục làm phiền cậu ta nữa cơ. người này dám huynh hoang hơn nữa không? đúng là không coi nhà họ tiêu ra gì mà trong phút chốc vẻ mặt tiêu kiếm lập tức xa sầm nếu diệp thu là nhân vật lớn mà bọn họ không thể đắc tội nổi thì cũng thôi đi nhưng quan trọng là diệp thu chỉ là một thằng nhãi đến ở rể của nhà họ lâm mà thôi vậy mà cậu ta lại dám khinh thường nhà họ tiêu như thế nếu hôm nay để diệp thu bình an vô sự quay về vậy thì sau này nhà họ tiêu làm gì còn mặt mũi mà tung hoành ở giang châu nữa cứ dứt khoát tự sát tập thể đi cho xong mày đứng lại đấy tiêu kiếm phẫn nộ gào lên Diệp Thu quay lại liếc mắt nhìn Tiêu Kiếm, thản nhiên hỏi, còn có chuyện gì nữa sao? Diệp Thu, e là mày chưa rõ tính nghiêm trọng của chuyện này rồi thì phải. Mày đã giết con trai tao đấy, biết chưa hả? Mày phải đền mạng cho con trai tao. Hai mắt Tiêu Kiếm nhìn thẳng Diệp Thu, nói với vẻ hung tợn. Ngại quá, tôi từ chối nhé. Diệp Thu lắc đầu, thờ ơ nói. Chuyện đó không phải do mày quyết định. Vẻ mặt Tiêu Kiếm âm trầm sau đó ông ta lớn tiếng nói với bên ngoài người đâu ngay sau khi tiêu kiếm vừa dứt lời cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài tiếp theo đó một đám đàn ông cao lớn mặc âu phục đen xông vào trong phòng xét từ số lượng thì ít nhất cũng phải đến mười mấy người hơn nữa người nào người nấy cũng đều phong thái hiên ngang dáng người khôi ngô vừa nhìn đã biết khả năng đánh đấm bất phàm mà đám đàn ông vạm vỡ này Ngày trước đều là lính đặc chủng giải ngũ. Lại được nhà họ Tiêu bồi dưỡng hàng đống tiền. Thực lực của bọn họ tất nhiên đều rất khủng khiếp. Thấy vậy, Diệp Thu cũng nheo đôi mắt lại. "Diệp Thu, tao biết con trai tao ra ngoài thường mang theo vệ sĩ, mày có thể giết được thằng bé, chứng tỏ bản lĩnh của mày cũng không hề tầm thường, nhưng mày tưởng mày là đệ nhất thiên hạ chắc? Ở đây là nhà họ Tiêu, ở đây thì dù là hổ, mày cũng phải bò tới cho tao." dù là rồng thì mày cũng phải trườn tới cho tao chỗ này không phải nơi mà loại lưu manh như mày được quyền lên tiếng hôm nay mày chết chắc rồi tiêu kiếm nhìn diệp thu vẻ mặt đắc chí nói thế cơ à chỉ bằng đám cá ôi tôm thiêu này ấy hả diệp thu liếc qua đám đàn ông cao lớn mặc đồ đen khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười tinh nghịch cá ôi tôm thiêu ha ha tiêu kiếm cười khẩy vẻ mặt khinh bỉ nói, mày biết nhà họ tiêu bọn tao đã tốn bao nhiêu sức lực và tiền tài để bồi dưỡng ra những cao thủ này không? Để huấn luyện bọn họ thành kẻ mạnh, nhà họ tiêu bọn tao đã đổ vào mỗi một người bọn họ ít nhất là 500.000. Vậy mà mày lại dám nói bọn họ là đám cá ôi tôm thiêu sao? Diệp Thu ơi là Diệp Thu, mày đúng là không biết chữ chết viết thế nào nhỉ? Tao vẫn tặng cho mày câu đó, hôm nay mày chết chắc rồi. Dù có là Ngọc Hoàng xuống đây cũng không cứu nổi mày đâu. Tuy nhiên, đối với lời nói của tiêu kiếm, Diệp Thu hoàn toàn coi như không khí. Anh nhìn chiếc đồng hồ Thượng Hải kiểu cũ đã chóc sơn trên cổ tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn tiêu kiếm, thản nhiên nói, nói xong rồi chứ. Ông còn 15 giây để suy nghĩ lại, để tôi đi, như thế thì các ông sẽ yên ổn không có chuyện gì, nếu không tin tôi đi, hậu quả sẽ rất đáng sợ đấy. Nghe Diệp Thu nói vậy, tiêu kiếm và gã quản gia tiêu phúc sững sờ, sau đó, bọn họ ngẩng đầu cười phá lên, trong tiếng cười tràn đầy sự khinh bỉ và diễu cợt. Diệp Thu, mày sợ đến ngu rồi hả? Còn 15 giây để thả mày đi, mày đừng làm trò hề nữa, chỉ bằng một thằng ăn hại như mày, hôm nay dù tao có giết mày thì có sao chứ? Còn kêu hậu quả rất đáng sợ nữa, tao nhổ vào. Quản gia tiêu phúc khinh bỉ nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói. Có vài người chết đến nơi rồi mà còn không tự biết, có lẽ đây chính là sự đáng thương của đám vô dụng đi, một con kiến hôi sẽ không bao giờ biết đến sự dũng mãnh của loài hổ. Tiêu kiếm lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu đều là trào phúng. Còn 5 giây, Diệp Thu không cảm xúc bình thản nói. Diệp Thu, mày bớt ở đấy mà làm ra vành ra vẻ đi, dù hết 5 giây thì thế nào chứ? Chẳng lẽ nhà họ tiêu bọn tao sẽ phát nổ à? Đúng là buồn cười mà. Gã quản gia tiêu phúc trề môi, Cười chế diễu nói: "Diệp Thu, đừng bảo mày nghĩ là hôm nay mày vẫn có thể sống sót ra khỏi đây nhé. Hay là mày nghĩ bên ngoài sẽ có người tới cứu mày? Thế thì tao chỉ khuyên mày một câu thôi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa." Vẻ mặt Tiêu Kiếm đầy khinh bỉ, ông ta liếc mắt nhìn Diệp Thu rồi tự tin tràn trề nói: "Hiểu chưa hả? Nơi này là trang viên nhà họ Tiêu, bên ngoài có hàng nghìn người canh gác, vững chắc như một pháo đài, nếu không có sự đồng ý của tao, bất cứ ai cũng đừng hòng tiến vào chứ đừng nói là mạnh mẽ tấn công vào, đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Boom. Tuy nhiên, Tiêu Kiếm vừa dứt lời, bên ngoài lâu đài đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Âm thanh đó nghe như tiếng bom nổ, khiến cả tòa lâu đài rung lắc vài lần. Điều này khiến sắc mặt của Tiêu Kiếm và gã quản gia Tiêu Phúc đều thay đổi. Chỉ mình Diệp Thu là mặt không đổi sắc anh bình tĩnh đi đến chiếc ghế sofa ra thật ở một góc và ngồi xuống thản nhiên nói hết giờ rồi các người đã hết cơ hội nghe vậy tiêu kiếm hít mắt lại vội vàng nhìn gã quản gia tiêu phúc ra lệnh đi ra ngoài xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vâng gã quản gia tiêu phúc gật đầu vội vàng đi ra khỏi phòng tuy nhiên ông ta vừa bước tới cửa phòng đúng lúc này một bóng người hoảng hốt đột nhiên chạy tới ở bên ngoài cửa người này mặc đồng phục bảo vệ dáng người cao giáo khôi ngô không phải ai khác chính là đội trưởng đội bảo an của tòa lâu đài nhà họ tiêu chuyên phụ trách an ninh của lâu đài này chẳng qua lúc này anh ta lại mặt mũi xám xịt trên mặt đầy sự hoảng loạn và sợ hãi không ổn rồi chuyện lớn hỏng rồi đội trưởng đội bảo an hét lớn lao vào phòng hỗn sược vội vàng hấp tấp như thế còn ra thể thốn ra gì nữa hả quản gia tiêu phúc trừng đội trưởng đội bảo an bằng ánh mắt hung tợn, trách cứ nói. Nghe vậy, đội trưởng đội bảo an cũng sợ đến mức rụt cổ lại, vội vàng ngậm chặt miệng. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tiêu kiếm nhíu mày, nhìn đội trưởng đội bảo an, lạnh lùng hỏi. Ra, gia, gia chủ đại nhân, vừa rồi có một đám người đột nhiên tấn công lâu đài, bây giờ bọn họ đang đánh lên tầng 2 này. Tất cả nhân viên bảo an trong lâu đài đều đang dốc sức ngăn cản bọn họ, nhưng e là không chống đỡ được bao lâu nữa ngài mau chạy đi vẻ mặt đội trưởng đội bảo an khó coi nói cái gì sắc mặt tiêu kiếm lập tức thay đổi ông ta hỏi với vẻ không dám tin sao có thể như vậy tôi đã dặn dò rồi cơ mà sau khi dẫn diệp thu vào thì phải đóng cổng lớn của lâu đài lại đám người đó tấn công vào lâu đài kiểu gì chứ phải biết là cổng lớn của lâu đài nhà họ tiêu dùng đá cẩm thạch làm theo yêu cầu để xây còn dày hơn cả nắm đấm của người trưởng thành. Chương 414, rốt cuộc mày là ai? Cái gì cơ? Bom ư? Tiêu Kiếm và gã quản gia Tiêu Phúc lập tức đều ngỡ ngàng. Mà đúng lúc này, bọn họ nhớ lại tiếng vang cực lớn lúc nãy. Trong phút chốc, hai người đều kinh ngạc vô cùng. Đám người này rốt cuộc là kẻ như thế nào? Sao bọn chúng lại có cả bom chứ? Có dám khác người hơn nữa không hả? Nghĩ đến đây, sắc mặt hai người đều khó coi cực độ. Ông chủ, quản gia, hai người mau chạy trốn đi, đám người kia hung hãn lắm, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, nếu rơi vào tay bọn họ, vậy tuyệt đối sẽ chết chắc đấy. Đội trưởng đội bảo an nhìn tiêu kiếm và tiêu phúc, vẻ mặt khó coi nói. Không sao, tôi tốn nhiều tiền như thế để bồi dưỡng một đội ngũ cao thủ tinh anh, bây giờ bọn họ đều ở trong phòng này, nơi này mới là nơi an toàn nhất, chỉ cần đám người đó dám xông vào đây, chắc chắn tôi sẽ khiến bọn họ có đến mà không có về tiêu kiếm phất tay tự tin tràn trề nói mà đúng lúc này ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân đồng đều tiếp theo đó một thanh niên đẹp trai mặc âu phục thủ công nổi tiếng dẫn đầu một đám người che mặt mặc đồ đen bước vào trong phòng nét mặt của đội trưởng đội bảo an lập tức thay đổi vì đám người này chính là đám vừa bất thình lình tấn công vào lâu đài thấy vậy vẻ mặt tiêu kiếm lập tức xa sầm Ông ta trừng thanh niên đẹp trai dẫn đầu bằng ánh mắt dữ tợn, trầm giọng hỏi các người là ai? Tại sao lại tấn công nhà họ Tiêu bọn ta, các người không muốn sống nữa hả? Tuy nhiên, thanh niên đẹp trai kia lại chẳng thèm liếc mắt nhìn Tiêu Kiếm, anh ta hoàn toàn coi Tiêu Kiếm như không khí. Việc đầu tiên anh ta làm sau khi bước vào phòng chính là nhìn Diệp Thu đang ngồi trên ghế sofa, sau đó vội vàng tiến lên, mỉm cười nói, "Lão đại, tôi không đến muộn chứ?" "Không muộn." diệp thu cười khẽ lắc đầu mà thanh niên đẹp trai này không phải ai khác anh ta chính là cấp dưới của diệp thu âu dương hảo thật ra lúc diệp thu bị tiêu phúc dẫn đi từ nhà họ lâm âu dương hảo đã bám theo phía sau rồi lý do diệp thu chưa để anh ta xuất hiện cũng là vì muốn cho nhà họ tiêu một cơ hội xem xem liệu nhà họ tiêu có biết thức thời nắm bắt lấy thời cơ không tuy nhiên nhà họ tiêu lại không biết quý trọng cơ hội mà diệp thu trao cho bọn họ khi hết giờ, tất nhiên Âu Dương Hạo sẽ dẫn người tấn công nhà họ Tiêu thôi. Lão đại, Tiêu Kiếm nhìn dáng vẻ vô cùng quen thuộc nhau của Diệp Thu và Âu Dương Hạo, còn có cả xưng hô của Âu Dương Hạo đối với Diệp Thu nữa, ông ta nhíu mày. Hiển nhiên, ông ta không ngờ đám người này vậy mà lại là cấp dưới của Diệp Thu. Chẳng phải Diệp Thu chỉ là một thằng nhà quê đến nhà họ Lâm ở rể thôi sao, sao có thể sở hữu một đám cấp dưới mạnh đến thế này chứ? không chỉ có bom mà còn có thể tấn công vào nhà họ tiêu chuyện này thật sự quá khó tin mà đúng lúc tiêu kiếm đang nghi ngờ diệp thu quay sang nhìn tiêu kiếm thản nhiên nói bây giờ ông chỉ có hai con đường thôi một là đầu hàng khuất phục tôi hai là cả nhà họ tiêu các ông hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này hai con đường này ông chọn một cái đi nghe diệp thu nói vậy nét mặt tiêu kiếm cũng âm trầm hẳn ông ta lạnh lùng nói hừ diệp thu Tuy tao không biết mày gọi được đám người này từ đâu ra nhưng chỉ dựa vào bọn họ mà mày cũng đòi hủy diệt cả nhà họ Tiêu bọn tao sao? Mày coi thường nhà họ Tiêu bọn tao quá rồi đấy, hôm nay tao phải cho mày biết sự đáng sợ của nhà họ Tiêu bọn tao mới được. Nói xong, Tiêu Kiếm vẫy tay với mười mấy người đàn ông cao lớn mặc đồ đen kia, chỉ vào đám Âu Dương Hạo, lạnh lùng nói, xử bọn nó đi. Sau khi Tiêu Kiếm hạ lệnh, đám người mặc đồ đen đó không hề do dự lao thẳng về phía đám âu dương hạo thấy vậy trong mắt âu dương hạo lóe lên sự trào phúng anh ta cười khẩy nói a long a hổ có hai người che mặt mặc đồ đen từ sau lưng âu dương hạo bước ra giao cho hai chú tốc chiến tốc thắng đừng làm trò cười trước mặt lão đại âu dương hạo cười khẩy nói anh hạo yên tâm đi a long và a hổ gật đầu sau đó lập tức đón đầu đám to cao kia. Thấy cảnh này, trong mắt Tiêu Kiếm cũng tràn đầy khinh bỉ. Tuy ông ta thừa nhận đám người Âu Dương Hạo dẫn tới này cũng khá là mạnh. Nếu không cũng không thể đánh thẳng đến đây được. Nhưng lúc này, Âu Dương Hạo chỉ cử ra hai người mà muốn chống lại mười mấy người phía bên ông ta. Hành động này đúng là tìm chết mà, chỉ trong nháy mắt, A Long và A Hổ đã giao chiến cùng mười mấy người kia. Khóe môi tiêu kiếm nhách lên thành nụ cười khinh thường. Trong mắt ông ta, trận chiến này đã được định sẵn là một trận đánh đập đơn phương rồi. Á, à, ngay sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong căn phòng. Tiêu kiếm còn tưởng đây là tiếng kêu gào của đối phương, nụ cười khinh bỉ trên mặt ông ta càng rõ ràng hơn. Nhưng đúng lúc này, một bóng người cao lớn lại bay đến vị trí ông ta đang đứng. Ông chủ, cẩn thận đội trưởng đội bảo an nhanh tay nhanh mắt vội đẩy tiêu kiếm ra mới khiến bóng người kia không đập vào tiêu kiếm mà nặng nề đập xuống mặt đất nơi tiêu kiếm vừa đứng khiến cả mặt sàn vỡ nát thấy thế sắc mặt tiêu kiếm lập tức thay đổi ông ta hết hồn xong vẫn thở phào nhẹ nhõm vừa định to mồm mắng chửi nhưng đúng lúc này ông ta lại nhìn rõ gương mặt của bóng người cao lớn kia vậy mà lại là một người trong đám vạm vỡ thuộc phe ông ta điều này khiến tiêu kiếm lập tức sững sờ mà sau khi ông ta nhìn lại nơi đang diễn ra cuộc đánh nhau thì cả người đều ngỡ ngàng ông ta thấy a long và a hổ lướt qua lướt lại một cách linh hoạt như hai con cá giữa đám người phe ông ta đám người ông ta nuôi hoàn toàn không chạm nổi vào hai người kia ngược lại hai người kia gần như là một chiêu một người chỉ cần bị bọn họ đánh chúng dù là ai cũng đều bị bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, mười mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ vốn còn bừng bừng khí thế, những cao thủ mà nhà họ Tiêu đã tốn hàng đống tiền để bồi dưỡng ra, hiện giờ đều ngã xuống đất. Điều này khiến cả Tiêu Kiếm, quản gia Tiêu Phúc lẫn đội trưởng đội bảo an kia đều ngỡ ngàng đến thẫn thờ. Có thể nói là ba mặt ngớ người, nhất là Tiêu Kiếm, là chủ nhân của nhà họ Tiêu. Ông ta cũng xem như có kiến thức rộng rãi, nhưng ông ta chưa bao giờ thấy ai mạnh đến mức này chỉ cử ra hai người đã có thể đánh cho đám tinh nhuệ mà nhà họ tiêu dày công bồi dưỡng đến không có sức chống trả. Vậy nếu mà toàn quân xuất mã, vậy thì còn đáng sợ đến mức nào chứ? Tiêu kiếm hơi không dám tưởng tượng tiếp nữa. Tôi nói rồi, đám tàn binh bại tướng này chỉ là một lũ cá ôi tôm thiêu thôi, dù ông có đập nhiều tiền hơn nữa để bồi dưỡng thì bọn họ cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Còn cao thủ chân chính ấy hả, nếu chỉ dùng mỗi tiền thì không thể bồi dưỡng ra được đâu. Diệp Thu nhìn Tiêu Kiếm, vẻ mặt hóm hỉnh nói: "Nghe vậy." Cả người Tiêu Kiếm không khỏi phát run, ông ta chừng mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khó coi hỏi: "Rốt cuộc mày là ai?" Chương 415: Các người tự cầu nhiều phúc đi. Dù Tiêu Kiếm là thằng ngu, cũng không bao giờ tin Diệp Thu chỉ đơn giản là một đứa con rể đi ở rể. Một thằng con rể ở rể không tiền không thế không có chỗ dựa, có thể bồi dưỡng ra một đám cao thủ mạnh đến thế này chắc đó là chuyện không thể nào xảy ra được vì thế chắc chắn diệp thu đã che giấu thân phận kẻ này đã lừa tất cả mọi người bao gồm cả nhà họ lâm đối mặt với sự chất vấn của tiêu kiếm khóe môi diệp thu cũng nhếch lên thành một nụ cười đùa giỡn anh hờ hững nói bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì sao ông chỉ cần biết là hiện tại ông chỉ có hai sự lựa chọn một là phục tùng hai là nói đến đây vẻ mặt diệp thu chợt trầm xuống anh lạnh lùng nói chết giọng điệu lạnh lùng ấy khiến tiêu kiếm bất giác run lên cả người như rơi vào hố băng không rét mà run tuy nhiên là người đứng đầu nhà họ tiêu tiêu kiếm trưởng thành trong sự đe dọa tất nhiên ông ta sẽ không sợ hãi chỉ vì bị diệp thu dọa dẫm không như thế ông ta nhìn diệp thu bằng ánh mắt khinh bỉ nói với giọng đầy bất mãn hừ diệp thu mày đừng mơ mộng hão huyền nữa định bảo nhà họ tiêu bọn tao đi phục tùng một kẻ ăn hại đã ở rể lại còn bám váy vợ như mày sao dù mày có một thân phận khác thì sao? Rác rưởi mãi mãi chỉ là rác rưởi thôi, nhà họ tiêu bọn tao là một gia tộc giàu có ở Giang Bắc, đây là sự thật 100%. Xem ra ông thật sự muốn chết nhỉ? Diệp Thu hít mắt lại, trong ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Thấy thế, vẻ mặt của tiêu kiếm lập tức thay đổi, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Thu, cho dù bây giờ mày có thể giết chết tao thì cũng không thể hủy diệt được nhà họ tiêu đâu. Nhà họ Tiêu là một thế lực gia tộc khổng lồ, kể cả khi không có chủ nhân là tao thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, nó vẫn có thể vận hành như bình thường. Ngược lại, đến lúc đó, mày cứ chờ sự trả thù không ngừng của nhà họ Tiêu đi. Với thế lực của nhà họ Tiêu ở Giang Châu, dù mày có lên trời hay xuống biển cũng chẳng có đường lui đâu, cả nhà họ Lâm lẫn con vợ Lâm Thanh nhã của mày sẽ đều phải chết. Nghe Tiêu Kiếm nói vậy, vẻ mặt Diệp Thu lập tức lạnh lẽo đặc biệt là câu nói cuối cùng của tiêu kiếm ông ta vậy mà lại dám dùng lâm thanh nhã để đe dọa diệp thu hành động này đã xúc phạm đến điểm cấm kỵ của diệp thu vảy ngược của rồng một khi chạm vào ắt sẽ nổi khùng trong phút chốc ánh mắt diệp thu nhìn tiêu kiếm trở nên lạnh lùng khôn cùng anh dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi ông thật sự cho rằng tôi không thể hủy diệt nhà họ tiêu sao hủy diệt nhà họ tiêu há 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 tiêu kiếm ngẩng đầu lớn tiếng cười đầy khinh thường, sau đó ông ta nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh bỉ nói, Diệp Thu, mày thật sự rất biết cách gây cười đấy, tuy bây giờ tao biết mày chỉ cần hạ lệnh một tiếng là chắc chắn tao sẽ phải chết, đây là vì tao đã sơ suất để mày khoan được một lỗ hồng, tao chấp nhận số phận của mình. Nhưng mà mày muốn tiêu diệt nhà họ tiêu, mày cũng xứng chắc, mày có biết nhà họ tiêu hùng mạnh đến mức nào không? Nhà họ tiêu đã hoạt động ở Giang Châu hàng trăm năm, có gốc rễ thâm sâu, ở cả ba mặt quân đội chính trị và thương nghiệp nhà họ tiêu đều có mạng lưới quan hệ rất sâu chỉ bằng một thằng ăn hại phải đi ở rể như mày mà cũng ảo tưởng muốn đối chọi với nhà họ tiêu khổng lồ sao mày thật sự tưởng mình ghê gớm lắm à nghe vậy diệp thu không tức giận mà còn cười xem ra ông rất có niềm tin với nhà họ tiêu nhỉ nếu như thế thì trước khi ông chết tôi cũng sẽ để ông chết cho rõ ràng nói xong diệp thu quay sang nhìn âu dương hảo Âu Dương Hạo đương nhiên hiểu ý của Diệp Thu, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, bước sang một bên. Bọn mày định làm gì? Vẻ mặt của tiêu kiếm thay đổi, ông ta nhìn chầm chầm vào Diệp Thu và hỏi. Đợi một lát, ông sẽ biết ngay thôi. Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười cợt nhả. Không bao lâu sau, Âu Dương Hạo quay lại và ra dấu, ok, với Diệp Thu. Diệp Thu khẽ mỉm cười. Tiêu kiếm thấy cảnh này mà chẳng hiểu gì cả, ông ta hừ một tiếng, vẻ mặt bực bội nói, đừng có giả vờ giả vịt nữa, dù các người có làm gì thì cũng đều vô ích thôi, nhà họ tiêu sẽ không bao giờ lung lay đâu. Tuy nhiên, khi tiêu kiếm vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của ông ta đột nhiên vang lên. Điều này khiến tiêu kiếm sửng sốt, ông ta vô thức lấy điện thoại di động ra. Nhìn qua cái tên hiện trên màn hình điện thoại. Vậy mà lại là chú hai tiêu nam của ông ta gọi đến. Người ta đồn rằng, tiêu nam, người chú hai này của tiêu kiếm không phải là kẻ đơn giản mà là nhân vật quan trọng của một quân khu nào đó trong tay nắm rất nhiều quyền lực trong những năm qua nhà họ tiêu có thể có được một mạng lưới quan hệ rộng lớn như thế trong quân đội đều là nhờ công của tiêu nam thấy vậy trong mắt tiêu kiếm cũng tràn đầy niềm vui ông ta vội vàng giơ điện thoại đến trước mặt diệp thu vẻ mặt tự mãn nói nhìn thấy chưa người gọi đến là chú hai tiêu nam của tao đấy chú ấy rất có thế lực trong quân đội Tao sẽ kể hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho chú ấy, mày và cả nhà họ Lâm cứ chờ gặp họa đi." Diệp Thu và Âu Dương Hạo vẫn bình thản không buồn nói gì. Tiêu Kiếm tưởng Diệp Thu sốc quá không nói nên lời, trên mặt ông ta là nụ cười đắc thắng, sau đó ông ta bật loa ngoài, kết nối cuộc gọi "Alo, chú hai ạ, à, sao chú lại tuy nhiên." Tiêu Kiếm còn chưa nói xong, bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng gào vô cùng tức giận của Tiêu Nam, "Tiêu Kiếm!" Cậu CMN đã làm gì sau lưng tôi hả? Hả? Rốt của cậu đã làm cái gì rồi? Sao cơ? Chú hai, chú sao thế? Tiêu kiếm chẳng hiểu gì hết. Cấp trên gọi điện đến, bảo là muốn điều tra toàn diện nhà họ Tiêu một lượt, còn cảnh cáo tôi, bảo tôi thời gian này ở trong quân doanh không được manh động, thành thật tiếp nhận điều tra, càng không được nhúng tay vào chuyện này, cậu nói xem, rốt của cậu đã làm cái gì hả? Rốt của cậu đã chọc vào vị nhân vật lớn có thế lực khổng lồ nào vậy hả tiêu nam tức giận nói sao cơ nhân vật lớn tôi không làm gì mà lúc này trong đầu tiêu kiếm toàn là dấu hỏi chấm sau đó ông ta vô thức nước mắt nhìn diệp thu bỗng sững sờ bởi vì hiện tại chỉ có diệp thu có mâu thuẫn với ông ta mà thôi hơn nữa diệp thu cũng đã nói với ông ta rằng sẽ phá hủy nhà họ tiêu Chẳng lẽ Diệp Thu chính là kẻ tai to mặt lớn có thế lực khổng lồ mà chú hai đang nói tới sao? Sao có thể chứ, cậu vẫn không chịu nói thật với tôi đúng không? Thôi bỏ đi, lần này đến bản thân tôi còn khó mà bảo toàn được, tôi không giúp gì được cho nhà họ Tiêu đâu, các người tự cầu nhiều phúc đi." Tiêu Nam trầm giọng nói. Sau đó ông ta lập tức cúp máy. Nghe tiếng ngắt kết nối từ điện thoại truyền ra, Tiêu Kiếm thẫn thờ, bởi vì Tiêu Nam sẽ không nói dối ông ta một khi quân đội ra tay điều tra kỹ nhà họ tiêu vậy thì nhà họ tiêu sẽ thực sự xong đời rồi vừa nghĩ đến đây vẻ mặt tiêu kiếm lập tức xấu đi trông thấy nhưng ông ta còn chưa kịp bình tĩnh lại đúng lúc này điện thoại di động của ông ta lại vang lên tiêu kiếm còn tưởng là chú hai gọi lại cho mình không thèm nhìn màn hình đã lập tức kết nối cuộc gọi van xin nói chú hai chú nhất định phải cứu nhà họ tiêu của chúng ta nếu chú không giúp nhà họ tiêu nhà họ tiêu sẽ thật sự xong đời mất. Ông, ông chủ ơi! Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi truyền từ điện thoại ra, rõ ràng không phải là tiêu nam. Điều này khiến tiêu kiếm cũng sướng sờ, ông ta hỏi với vẻ mặt khó coi cậu là ai? Ông chủ, là tôi mà, là tiêu thuần phong, CEO của tập đoàn tiêu thị đây. Tiêu thuần phong nhanh chóng giải thích. Tập đoàn tiêu thị chính là đế quốc thương nghiệp do nhà họ tiêu thành lập trong giới thương nghiệp, audio điện tử võ tấn bền. Chương 416, tất cả đều sụp đổ, cậu gọi cho tôi làm gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cúp máy trước đi, tôi còn có một cuộc điện thoại quan trọng phải gọi. Tiêu Kiếm Mất Kiên nhẫn nói. Dù sao ông ta cũng còn phải nhanh chóng gọi cho Tiêu Nam xin giúp đỡ, dù thế nào đi nữa cũng phải nhờ Tiêu Nam giúp nhà họ Tiêu lần này. Nếu không, nhà họ Tiêu có thể sẽ không qua nổi ải này mất. Vì thế tất nhiên ông ta sẽ không có tâm trạng để nói chuyện với Tiêu Thuần Phong. Khoan đã ông chủ ơi, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với ngài. Tiêu Thuần Phong vội vàng đáp, "Có chuyện gì?" Tiêu kiếm nhíu mày, "Ngài phải chuẩn bị tâm lý nhé, nếu bây giờ ngài đang ngồi thì nhất định phải ngồi cho vững vào, nếu bây giờ ngài đang đứng thì bên cạnh có cái gì có thể bám, ngài cũng nhất định phải bám chặt vào nhé." Tiêu Thuần Phong nói, "Đừng có nhảm nhí nữa." có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi là chủ nhân của nhà họ tiêu, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua chứ. Còn có thế khiến tôi sợ đến mức ngã ngồi trên đất chắc. Tiêu kiếm bực bội nói. Thế thì được rồi, tiêu thuần phong cười cay đắng, vô cùng bất lực nói, tập đoàn tiêu thị nhà chúng ta có thể sắp phải phá sản rồi. Cái gì? Tiêu kiếm sướng sờ, vội vàng hỏi lại để xác nhận cậu vừa bảo gì cơ. Cậu nói lại lần nữa tôi nghe xem nào, cậu bảo tập đoàn tiêu thị làm sao cơ? Sắp phá sản rồi. Tiêu Thuần Phong trả lời một cách đầy bất lực. Sao có thể chứ, cậu đang đùa tôi thôi đúng không? Tiêu Kiếm hoàn toàn không dám tin tất cả những chuyện này là sự thật. Phải biết là, chỉ mới ngày hôm qua thôi, ông ta còn vừa xem báo cáo tài chính của tập đoàn tiêu thị. Gần đây, tập đoàn tiêu thị phát triển rất tốt, các công ty con đều ngày càng đi lên, đang nằm ở trạng thái lợi nhuận cách xù sao có thể vừa qua một ngày đã sắp phá sản rồi chứ? Hơn nữa, dù gì thì tập đoàn tiêu thị cũng là tập đoàn kinh doanh nhất nhì ở Giang Châu, dù có sụp đổ thì cũng phải chống đỡ được vài tháng nữa mới phải chứ? Sao có thể nói đổ là đổ như thế được? Ông chủ, ngài cũng biết tôi là người thế nào mà, sao tôi có thể đùa với ngài được chứ? Tất cả những lời tôi nói đều là sự thật. Tiêu thuần phong cười đầy khổ sở nói. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? vẻ mặt của tiêu kiếm bắt đầu xấu đi trông thấy. 10 phút trước, tất cả công ty con của tập đoàn chúng ta đồng thời gặp phải sự tấn công mang tính hủy diệt. Đầu tiên là tài khoản công ty bị hack, phần lớn tiền đều bị hack mất, sau đó là những khách hàng lớn hợp tác với tập đoàn của chúng ta đều lũ lượt hủy hợp đồng. Bây giờ cổ phiếu của chúng ta đang rất giá mạnh, giá trị thị trường của tập đoàn lập tức bốc hơi hàng chục tỷ, cứ theo đà này, trong vòng nửa giờ nữa, tập đoàn tiêu thị sẽ hoàn toàn phá sản. Tiêu Thuần Phong báo cáo đúng sự thật. Phịch, hai chân tiêu kiếm nhũn ra, ông ta ngã ngồi trên đất, tại sao lại như vậy? Hả? Tại sao lại như vậy? Bây giờ ông ta cũng muốn tìm đến cái chết luôn rồi đấy. Đầu tiên là bên quân đội truyền đến tin tức muốn bắt đầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nhà họ tiêu, khai đao với nhà họ tiêu. Bây giờ, tập đoàn tiêu thị, trụ cột kinh tế của nhà họ tiêu, lại phải hứng chịu thêm một đòn chí mạng và đang đứng trước bờ vực phá sản. Thế này khác nào là muốn mạng của ông ta và cả nhà họ Tiêu chứ? Tôi cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điều là chắc chắn có người đang nhắm vào nhà họ Tiêu, hơn nữa kẻ đó nhất định là một nhân vật lớn có thể một tay che trời mà nhà họ Tiêu chúng ta không thể dây vào." Tiêu Thuần Phong nói với vẻ mặt đầy bất lực. Mặc dù anh ta là một doanh nhân rất quyền lực, nhưng khi gặp phải tình huống thế này, anh ta cũng rất bất lực. Bởi vì trên thế giới này, có một số sức mạnh mà chúng ta không thể đối chọi chỉ bằng sức người nghe tiêu thuần phong nói vậy vẻ mặt của tiêu kiếm cũng vô cùng khó coi bởi vì lời mà tiêu thuần phong và tiêu nam nói giống nhau đến mức cứ như đúc từ cùng một khuôn ra vậy nhân vật lớn nhân vật lớn có thể một tay che trời kẻ đó là ai nghĩ đến đây tiêu kiếm vô thức nhìn sang diệp thu ông ta vẫn không thể chấp nhận sự thật này ông chủ tập đoàn tiêu thị thành ra thế này tôi cũng có trách nhiệm lát nữa tôi sẽ lên sân thượng lấy cái chết để tả tội Ngài bảo trọng. Tiêu Thuần Phong nói xong thì cúp điện thoại luôn. Tiêu Kiếm sững sờ một giây lát, ông ta vừa định gọi lại để khuyên can. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại di động của ông ta lại vang lên. Hơn nữa, tiếng chuông này chưa từng ngừng lại. Trong vòng nửa giờ tiếp theo, điện thoại của ông ta gần như sắp cháy máy vì những cuộc gọi đến liên tiếp. Mỗi một cuộc gọi đến đều là một tin vô cùng xấu. Đầu tiên là mạng lưới quan hệ trong giới chính trị của nhà họ tiêu lũ lượt bị điều tra ra là có tham ô và hối lộ, bị các cơ quan liên quan bắt đi để điều tra. Ngay sau đó, các thế lực phụ thuộc của nhà họ tiêu đều bị tiêu diệt hoặc là tuyên bố tách khỏi nhà họ tiêu. Ngoài ra còn có những thế lực gia tộc và đối tác hợp tác có quan hệ tốt với nhà họ tiêu trước đây cũng đều tuyên bố chấm dứt kết giao với nhà họ tiêu, không bao giờ liên hệ lại nữa thậm chí, có người còn tuyên bố sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhà họ Tiêu. Khét tin tức này đến tin tức khác, những đòn đánh nặng nề cứ liên tục ập đến. Hơn nữa mỗi cú đều là những đòn chí mạng. Điều này khiến nhà họ Tiêu vốn có gốc rễ thâm sâu, không thể bị lay chuyển. Sụp đổ chỉ trong nhát mắt, Tiêu Kiếm thẫn thờ, biểu cảm trên mặt ông ta lúc này chỉ còn lại sự đờ đẫn. Có lẽ khi vừa bắt đầu những tin tức ấy khiến ông ta cảm thấy bàng hoàng và hoảng sợ nhưng sau đó hết tin xấu này đến tin xấu khác đua nhau xuất hiện khiến ông ta đã trở nên tê dại đầu óc trống rỗng ông ta bần thần ngã ngồi trên đất như một con gà gỗ cuối cùng tiếng chuông điện thoại đã ngừng lại mà tất cả gốc rễ của nhà họ tiêu cũng đã sụp đổ hết có thể nói là một sự sụp đổ toàn diện tiêu kiếm đứng chết lặng hồi lâu sau mới lấy lại được tinh thần Ông ta thật sự không dám tin tất cả những chuyện này đều là sự thật. Trước đó không lâu, ông ta vẫn còn là vị chủ nhân cao ngạo của nhà họ Tiêu, nắm cả nhà họ Tiêu trong tay, có thể hô mưa gọi gió. Ở Giang Châu này, ông ta cũng có thể xếp vào top trên trong bảng xếp hạng những kẻ có máu mặt. Tuy nhiên, mới qua nửa tiếng đồng hồ thôi, cả nhà họ Tiêu đều đã xong đời. Khoảng cách và chuyển biến to lớn này thật sự khiến ông ta có cảm giác như bị rơi thẳng từ nơi cao nhất của đỉnh everest xuống chân núi tan xương nát thịt bây giờ ông còn tưởng rằng không ai có thể khiến nhà họ tiêu các ông suy chuyển nữa không diệp thu nhìn tiêu kiếm đang vô cùng bàng hoàng khóe môi nhếch lên thành nụ cười đùa giỡn hỏi nghe vậy cả người tiêu kiếm không khỏi run lên ông ta nhìn diệp thu với vẻ mặt kinh hãi sắc mặt tái nhợt hỏi là mày đúng không là mày đã hủy hoại nhà họ tiêu lúc này dù tiêu kiếm có ngu ngốc và đần độn hơn nữa cũng biết nhân vật lớn đã hủy hoại nhà họ tiêu là ai rồi bởi vì sau khi diệp thu bảo âu dương hạo gọi cuộc điện thoại kia nhà họ tiêu mới bắt đầu sụp đổ trên mọi mặt trận là tôi diệp thu mỉm cười và gật đầu nghe xong vẻ mặt tiêu kiếm lập tức thay đổi nét mặt ông ta xấu xí cực độ lần này rốt cuộc ông ta đã chọc phải kẻ khủng khiếp đến mức nào vậy chứ ngôn tình hoàn chỉ cần một cuộc điện thoại, chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ, đã có thể khiến gốc rễ thâm sâu mà nhà họ tiêu dành hàng trăm năm để cắm xuống ở Giang Châu, còn cả mạng lưới quan hệ mà các thế hệ cùng nhau cố gắng tích lũy qua nhiều đời, tất cả đều hóa thành bọt nước trong chớp mắt. chương 417, kỹ năng diễn xuất quá kém. Trước khi chết, ông còn gì muốn chăn chối không? Diệp Thu nhìn tiêu kiếm, thản nhiên hỏi. Rốt cuộc mày là ai? Tiêu kiếm nhìn Diệp Thu, sắc mặt tái nhật hỏi. Bây giờ ông ta đã không còn muốn sống nữa rồi. Vì ông ta biết, trước mặt một đại nhân vật thế này, cầu xin đều là vô ích. Vậy nên ông ta chỉ muốn biết, rốt cuộc Diệp Thu là ai, tại sao lại có năng lực kinh khủng khiếp đến thế. Tôi là ai hả? À? Ừm, Diệp Thu suy nghĩ trong giây lát, hờ hững nói, thật ra, tôi cũng không biết rốt cuộc tôi là ai, tôi có quá nhiều thân phận, dẫn đến việc đến cuối cùng, tôi cũng không biết cái nào mới là tôi chân thực nhất nữa. Nếu ông cứ muốn tôi phải chọn ra một cái trong cả đống thân phận đó thì tôi vẫn khá thích cái thân phận con rể nhà họ Lâm này hơn, vì thân phận này cho tôi cảm giác chân thật nhất. Nói đến đây, trong đầu Diệp Thu chợt hiện lên bóng hình của Lâm Thanh Nhã. Điều này khiến ánh mắt vốn đang lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng hơn hẳn. Cũng chính vì Lâm Thanh Nhã, anh mới thích cái thân phận anh chồng phải đi ở rể khiến người ta coi thường này hơn. Tuy trong mắt người khác anh là một gã vô dụng chỉ biết bám váy vợ. Nhưng đối với anh, chuyện này chẳng sao cả. Chỉ cần có thể ở bên Lâm Thanh Nhã, những thứ khác anh đều không quan tâm. Đương nhiên, đối với điều này, tất nhiên Tiêu Kiếm không tài nào hiểu được. Trong suy nghĩ của ông ta, đây chỉ là cái cớ để từ chối vì Diệp Thu không muốn nói cho người khác biết thân phận thật sự của mình thôi. Tôi đã giải đáp xong vấn đề của ông rồi, chuẩn bị tốt tâm lý lên đường chưa? Diệp Thu nhìn Tiêu Kiếm, thờ ơ hỏi. Có thể được chết trong tay một nhân vật lớn như cậu, tôi không oán không hối, chỉ xin cậu hãy buông tha cho những người vô tội ở nhà họ tiêu. Tiêu kiếm hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thu cầu khẩn. Tôi đồng ý. Diệp Thu thản nhiên nói. Cảm ơn. Tiêu kiếm ôm quyền với Diệp Thu, sau đó quỳ xuống đất, nhắm mắt lại. Diệp Thu vẫy tay. Âu Dương Hạo đứng bên cạnh bước lên, lấy một con dao găm sắc nhọn trong ngực ra, một nhát kết thúc sinh mạng của tiêu kiếm. Đến lúc này, một kẻ máu mặt có thể hô mưa gọi gió ở Giang Châu, người đường đường là chủ nhân của nhà họ tiêu danh gia vọng tộc đã chính thức ngã xuống. Đương nhiên, may mắn là, ông ta đi khá là bình yên và không phải chịu quá nhiều đau đớn. Ông ta đã gây sự với Diệp Thu và còn lấy lâm thanh nhã ra để đe dọa Diệp Thu. Có thể chết một cách nhẹ nhàng như thế. Đã xem như Diệp Thu nương tay rồi. Xử lý thi thể đi. Diệp Thu bình thản nói. Âu Dương Hạo gật đầu, đang định bảo người khiêng xác tiêu kiếm đi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Đệt mợ, là ai? Là kẻ nào đã ăn gan hùm mật gấu, dám tấn công nhà họ tiêu hả? Anh cả đừng sợ, em dẫn người tới chi viện cho anh đây. Cùng với đó, tiếng chửi rủa cũng truyền từ bên ngoài vào. Sự tàn nhẫn lóe lên trong mắt Âu Dương Hạo, anh ta vẫy tay với nhóm người che mặt mặc đồ đen mà mình dẫn theo đám người che mặt mặc đồ đen lấy dao găm ra chuẩn bị cho trận chiến sắp tới thấy thế diệp thu lại lắc đầu mỉm cười nói không cần phải căng thẳng như thế cất dao đi xem tình hình thế nào đã nghe vậy đám người che mặt mặc đồ đen nhanh chóng cất dao lại đúng lúc này một người đàn ông trung niên mặt mũi trông hơi giống tiêu kiếm dẫn theo em ti dây đám vệ sĩ dáng người cao to vạm vỡ lao vào trong phòng. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy rõ tình hình trong phòng, nhất là sau khi nhìn thấy thi thể của tiêu kiếm trên mặt đất, ông ta sửng sốt kêu lên, anh cả, anh làm sao thế? Ai đã giết anh, nói cho em biết đi, em sẽ báo thù cho anh. Tuy nhiên, tiêu kiếm đã chết rồi, tất nhiên sẽ không thể trả lời ông ta được. Trông thấy cảnh tượng khôi hài này diệp thu cũng lắc đầu cười sau đó anh nhìn về phía người đàn ông trung niên thản nhiên hỏi ông là em ruột của tiêu kiếm à mày là ai à tao biết rồi mày chính là kẻ đã dẫn người tấn công nhà họ tiêu cũng là kẻ đã giết anh trai tao đúng không tiêu chính nhìn chằm chằm vào diệp thu và hỏi một cách lạnh lùng sau đó ông ta vẫy tay với đám vệ sĩ phía sau chỉ vào diệp thu ra lệnh người đâu bao vây tên hung thủ đã giết hại gia chủ này lại cho tôi nếu như nó dám kháng cự giết ngay lập tức rõ những vệ sĩ kia không nói thêm điều thừa thãi họ lập tức xông về phía diệp thu bao vây diệp thu lại thấy thế trong mắt âu dương hảo hiện lên sự tàn nhẫn anh ta đang định chỉ huy đám người che mặt mặc đồ đen xông lên giải quyết đám vệ sĩ kia nhưng lúc này diệp thu xua tay với anh ta sau đó nhìn về phía tiêu chính nói với vẻ thoải mái đừng vội tức giận tôi không phải kẻ thù của ông thậm chí tôi còn có thể giúp ông thực hiện điều ông mong muốn ấy chứ. Đừng hòng lừa gạt tao, mày đã giết chết anh cả của tao, mày đã giết chủ nhân của nhà họ tiêu, vậy thì mày chính là kẻ thù của tao, tao phải báo thù cho anh trai tao. Tiêu chính chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Ồ, ông thật sự muốn báo thù cho anh trai ông sao? Khóe môi Diệp Thu nhếch lên thành một nụ cười bớn cợt. Vừa nghe vậy, sắc mặt tiêu chính hơi thay đổi, sau đó ông ta vội vàng trợn mắt chừng diệp thu có phần hoảng loạn nói mày đang nói linh tinh gì đấy anh ấy là anh cả của tao sao tao không muốn báo thù cho anh ấy chứ thật sao khi ông vừa bước vào căn phòng này lúc nhìn thấy thi thể của tiêu kiếm trong ánh mắt ông không lộ ra sự giận dữ và bi thương ngược lại còn lóe qua niềm vui sướng và phấn khích đấy cứ như là điều ước ông chờ mong bấy lâu đã trở thành hiện thực ấy phải nói là kỹ năng diễn xuất của ông thật sự nát qua đấy Diệp Thu nói với vẻ mặt khinh thường. Khi anh vừa nói xong, những vệ sĩ vốn đang bao vây Diệp Thu đều quay đầu lại nhìn Tiêu Chính, trong ánh mắt họ hiện lên vẻ kỳ lạ. Điều này khiến Tiêu Chính lúng ta lúng túng, khóe miệng cứng đờ. Ông ta vội vàng trừng mắt nhìn Diệp Thu, căng thẳng nói, "Mày nói vớ vẩn, tao thấy mày, mày bị ảo giác rồi." Anh cả tao chết, sao tao có thể vui sướng và phấn khích được chứ? Bởi vì chỉ khi anh trai ông chết, ông mới có thể ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ tiêu được, nếu ông ta không chết, ông sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cả, tôi nói đúng chứ. Khóe môi Diệp Thu cong lên thành nụ cười bấn cợt. Vớ vẩn, những điều mày nói đều hết sức vớ vẩn. Tâm trạng của tiêu chính đột nhiên trở nên kích động hơn hẳn. Được rồi, đừng che giấu nữa, người thông minh thì không nói chuyện vòng vèo, ông muốn làm chủ nhân của nhà họ tiêu đúng chứ? Diệp Thu cười mỉa mai hỏi. Tao muốn, tiêu chính gật đầu theo bản năng, sau đó ông ta cũng nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng lắc đầu, không không không, tao không muốn, tao không muốn. Không muốn à, thế tôi sẽ tìm người khác vậy, nhà họ tiêu lớn thế này, chắc chắn sẽ có người muốn làm chủ nhân của nhà họ tiêu thôi. Diệp Thu nói với vẻ hóm hình, mày đủ rồi đấy, mày nghĩ mày là ai hả? mười 418, thu phục nhà họ tiêu, tư cách sao? Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười, sau đó nhìn sang u dương hạo dĩ nhiên u dương hạo hiểu ánh mắt này của diệp thu là có ý gì anh ta vẫy tay với đám người che mặt mặc đồ đen phút 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 trong nháy mắt đám người che mặt mặc đồ đen đều như hóa thành bóng mờ xông về phía đám vệ sĩ đang bao vây diệp thu chỉ trong chốc lát tất cả vệ sĩ đều ngã xuống tất cả xảy ra thật sự quá nhanh quá đột ngột tốc độ của đám người che mặt mặc đồ đen kia thật sự quá nhanh nhanh tới mức ông ta hoàn toàn không nhìn rõ nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Khi tiêu chính kịp phản ứng lại, đám vệ sĩ của ông ta đã nằm la liệt trên đất. Mà trên cổ ông ta cũng bị mấy con dao găm sắc bén kể lên. Mấy kẻ che mặt mặc đồ đen này đang bao vây ông ta. Chỉ cần ông ta hơi có ý đồ phản kháng, những con dao găm đó sẽ đồng loạt cắt sách cổ ông ta. Đến lúc đó, dù ông ta có 10 cái mạng cũng chẳng đủ để ông ta chết ấy chứ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ mấy con dao găm tỏa ra. Tiêu chính lập tức sợ đến đờ người, sắc mặt khó coi đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Bây giờ tôi đã có tư cách chưa? Diệp Thu bước lên, nhìn tiêu chính, vẻ mặt bớn cợt hỏi. Có, 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 có. Tiêu chính nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đáp. Biết anh cả của ông chết thế nào không? Ban đầu ông ta cũng như ông, cảm thấy bản thân rất ghê gớm, cảm thấy nhà họ tiêu rất hùng mạnh, không ai dám dây vào cả, tuy nhiên, bây giờ ông ta đã chết mất rồi. Mà lúc này, không chỉ cái mạng nhỏ của ông nằm trong tay tôi, mà vận mệnh của cả nhà họ Tiêu các người cũng đều nằm trong tay tôi đó, chỉ cần tôi hạ lệnh một câu, nhà họ Tiêu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Giang Châu, hiểu chưa? Diệp Thu thản nhiên nói. Nghe Diệp Thu nói vậy, cả người Tiêu Chính bất giác run lên. Ông ta là một kẻ cực kỳ sợ chết vừa nhắc đến cái chữ chết này là cả người ông ta run lẩy bẩy bây giờ tất nhiên lời nói của diệp thu đã khiến ông ta kinh sợ quá độ ông ta vội vàng gật đầu hiểu hiểu rồi tốt lắm vậy thì chúng ta bàn đến chuyện tiếp theo thôi diệp thu cười khẩy gật đầu sau đó anh nhìn tiêu chính thản nhiên nói tôi có thể nhìn ra được ông có tham vọng ông muốn thay thế tiêu kiếm ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ tiêu còn tôi tôi vừa lúc có thể giúp ông thực hiện tham vọng này nhưng điều kiện là ông và cả nhà họ tiêu đều phải phục tùng tôi ông có thể chấp nhận được điều kiện này chứ tôi tiêu chính do dự trong giây lát sau đó vội vàng gật đầu tôi chấp nhận tôi chấp nhận tất cả ông thật sự biết điều hơn anh cả của ông nhiều đấy khóe môi diệp thu khẽ cong lên sau đó anh xua tay với đám người che mặt mặc đồ đen đang bao vây xung quanh tiêu chính những người đó ngay lập tức thu dao găm lại khi cơn lạnh lẽo trên cổ biến mất Tiêu Chính cũng thở vào nhẹ nhõm, ông ta ngã ngồi trên đất. Thành thật mà nói, vừa rồi ông ta sợ đến mức suýt thì tè ra quần. Ông ta còn tưởng hôm nay mình cũng phải cưỡi hạc bay về Tây Thiên cùng Tiêu Kiếm rồi cơ. Liên tục hít thở sâu vài lượt. Tiêu Chính bình tĩnh trở lại, sau đó ông ta vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, dập đầu cảm kích nói: "Cảm ơn ngài đã không giết ta." "Nhớ kỹ lời tôi vừa nói với ông, tôi có thể để ông ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Tiêu." cũng có thể dồn ông vào chỗ chết nếu ông dám ôm lòng bất mãn hậu quả hẳn là ông cũng hiểu rõ diệp thu hờ hững nói mặc dù giọng điệu của anh rất bình đạm nhưng trong lời nói lại đầy vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ nghe vậy tiêu chính sợ tới mức toàn thân bất giác run lên ông ta vội vàng gật đầu cung kính cam kết chủ nhân yên tâm từ hôm nay trở đi tiêu chính này chính là con chó của ngài chỉ cần ngài có thể giúp tôi ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ tiêu tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài tuyệt đối không hài lòng tốt lắm diệp thu nở nụ cười vui vẻ sau đó anh chỉ vào thi thể của tiêu kiếm trên mặt đất thản nhiên nói thi thể của anh trai ông tôi giao cho ông xử lý còn nữa dạo gần đây nhà họ tiêu sẽ có chút xáo trộn ông không cần quan tâm cứ động viên tốt tâm lý của người nhà họ tiêu đi sau khi xong việc chuẩn bị nhậm chức là được vâng vâng tiêu chính vội vàng gật đầu sau đó nhìn về phía diệp thu Vẻ mặt hơi lo lắng hỏi: "Thưa chủ nhân, việc ổn định tâm lý đám người nhà họ Tiêu tất nhiên không thành vấn đề với tôi, nhưng tôi sợ đến lúc đó sẽ có rất nhiều người phản đối tôi làm gia chủ của nhà họ Tiêu. Tuy bây giờ anh cả đã chết nhưng rất nhiều thành viên nòng cốt trong trụ sở và các chi nhánh của nhà họ Tiêu đều là người của anh cả tôi. Nếu bọn họ bắt tay với nhau phản đối tôi, vậy thì tôi phải làm thế nào?" "Việc này tôi sẽ cử người giúp đỡ ông, ông chỉ cần chuẩn bị tốt để tiếp quản nhà họ Tiêu là được." Diệp Thu thản nhiên nói cảm ơn chủ nhân trong mắt tiêu chính lóe lên sự kích động ông ta vội vàng vái lại diệp thu ba cái diệp thu thấy vậy khóe môi nhếch lên anh quay sang liếc mắt nhìn tiêu phúc tay quản gia đã sớm sợ tới mức đờ đẫn cả người anh hờ hững nói muốn sống à nghe xong toàn thân tiêu phúc bất giác run lên dù sao cảnh tượng trước đó thực sự khiến ông ta kinh hãi nhất là khả năng đáng sợ mà diệp thu thể hiện ra ông ta đã chứng kiến tất cả điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của ông ta về thế giới này hơn nữa bây giờ ngay cả tiêu kiếm người đứng đầu nhà họ tiêu cũng đã chết rồi làm sao ông ta dám có ý định phản kháng chứ một tiếng phịch vang lên tiêu phúc quỳ dạp xuống đất nặng nề dập đầu mấy cái với diệp thu xin tha ngài diệp lúc trước là tôi có mắt như mù đã xúc phạm đến ngài mong ngài nể tình tôi chỉ là phận giúp truyền tin tha cho tôi một mạng đi mà chuyện võng du Thấy vậy, Diệp Thu cũng cười rất thoải mái. Anh vốn không có ý định làm gì tiêu phúc. Như tiêu phúc đã nói, ông ta cũng chỉ là một người hầu nhận lệnh làm việc thôi. Bây giờ ngay cả chủ nhân tiêu kiếm cũng đã chết rồi. Giết ông ta cũng chẳng ích gì cả. Hơn nữa, Diệp Thu giữ ông ta lại vẫn có chỗ dùng. Diệp Thu xua tay, nhìn thẳng vào tiêu phúc nói, nếu muốn sống sót thì rất đơn giản, giúp đỡ tiêu chính cho tốt, ông sẽ có thể tiếp tục làm tổng quản gia của nhà họ tiêu, hiểu chưa? Đã, đã hiểu, cảm ơn ngài Diệp ra tha mạng, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ tận lực trợ giúp chủ nhân mới. Tiêu phúc vội vàng gật đầu. Thấy thế, Diệp thu khẽ nhếch môi, sau đó anh cũng không nấn ná nữa mà đi thẳng ra khỏi phòng luôn. Dương hạo dẫn người theo sát phía sau, chương 419, chắc chắn anh ấy sẽ quay về. Tuyệt, lão đại, chiêu này của anh đúng là tuyệt thật đấy, sau này có chuyện gì, chúng ta đều có thể mượn tay con rối nhà họ Tiêu này đi làm, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện ra là tổ chức của chúng ta làm nữa." Âu Dương Hạo nghe xong, cũng gật đầu lia lịa khen hay. Sau đó, anh ta nghĩ ngợi trong giây lát, vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, bèn nhìn Diệp Thu hỏi, "Nhưng mà lão đại ơi, sao anh lại chọn một tên hèn nhát như Tiêu Chính để tiếp nhận vị trí gia chủ nhà họ Tiêu chứ?" Tên đó vừa nhìn đã biết gã là một kẻ vô dụng chỉ có tham vọng chứ chẳng có bản lĩnh gì rồi, đổi sang một người khác chẳng phải sẽ tốt hơn à? Kẻ hèn nhát mới dễ điều khiển, cũng biết nghe lời hơn, đổi sang một kẻ thông minh hơn chút, tôi còn phải đề phòng gã phản bội, hơn nữa, trong thời điểm nhạy cảm này, vị trí gia chủ tiêu gia mà do em trai ruột của Tiêu Kiếm đảm nhận thì không còn gì thích hợp hơn, cũng sẽ không dẫn đến sự hoài nghi của bên ngoài. Diệp Thu giải thích, thì ra là thế, có lý âu dương hạo như có điều suy tư gật đầu thôi được rồi mau đưa tôi về nhà lớn của nhà họ lâm đi rời đi lâu như thế chắc vợ tôi cũng đang rất lo lắng rồi tôi phải về nhanh để báo bình an cho cô ấu mới được diệp thu xua tay cười nói ok lão đại âu dương hạo gật đầu sau đó nhanh chóng ra khỏi trang viên nhà họ tiêu cùng diệp thu trên đường đi cũng không có kẻ nào ngăn cản diệp thu và âu dương hạo cả vì những đội canh gác đội tuần tra của trang viên nhà họ tiêu đều đã bị xử lý hết khi âu dương hạo dẫn người tấn công vào trang viên rồi bây giờ trong trang viên chỉ còn lại đám người nằm la liệt đầy đất kẻ nào kẻ nấy đều kêu rên đầy đau đớn vì thế hai người đi ra khỏi trang viên một cách rất thuận lợi lái xe quay về nhà lớn của nhà họ lâm tại nhà lớn nhà họ lâm trong biệt thự của lâm quốc đống sau khi diệp thu bị bắt đi đám người nhà họ lâm không hề lo lắng chút nào ngược lại đám người đó còn ai về nhà nấy lấy ra rượu ngon bọn họ cất trữ nhiều năm tổ chức tiệc chúc mừng nữa lúc này trong biệt thự của Lâm quốc đống cứ phải gọi là vô cùng vui vẻ trên gương mặt của triệu thư đình và một nhà ba người Lâm vĩ đều là vẻ sung sướng tâm trạng của những người còn lại cũng không tệ nên ăn cứ ăn nên uống cứ uống tuy nhiên trước bữa tiệc này chỉ có một người mang gương mặt lạnh lùng nhìn tất cả tất nhiên người đó chính là lâm thanh nhã tuy cô vẫn luôn không muốn thừa nhận nhưng trong sâu thẳm trong trái tim cô cũng đã nảy sinh chút tình cảm với diệp thu bây giờ diệp thu bị nhà họ tiêu đưa đi không rõ sống chết sao cô có thể có tâm trạng tham gia vào bữa tiệc linh đình này chứ nhất là khi nghe tiếng chạm cốc sen lẫn tiếng nói tiếng cười của đám người nhà họ lâm trong bữa tiệc trong lòng cô cũng càng lúc càng thấy lạnh lẽo nói thật thì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự vô cảm trong bản tính của con người thái độ của mọi người trong nhà họ lâm đối với diệp thu cũng khiến cô cảm thấy ớn lạnh thanh nhã con cứ đứng được ra đấy làm gì ăn chút gì đi triệu thư đình gắp một miếng đồ ăn đặt vào đĩa trước mặt lâm thanh nhã mỉm cười nói giờ phút này bà ta cứ phải gọi là phơi phới như xuân về trong lòng bà ta đang sung sướng vô cùng dù sao bà ta vốn dĩ đã ngứa mắt diệp thu rồi bà ta còn từng nghĩ trăm phương ngàn kế để khiến diệp thu rời khỏi lâm thanh nhã kết quả lại liên tục gặp trở ngại nhưng lần này có nhà họ tiêu ra tay đưa diệp thu đi việc này đã giúp bà ta rất nhiều tảng đá trong lòng bà ta cuối cùng cũng rơi xuống về phần diệp thu sống hay chết thì không liên quan đến bà ta bà ta thậm chí còn mong diệp thu chết thật nhanh ấy chứ con không ăn không có hứng ăn lâm thanh nhã đẩy đĩa thức ăn sang một bên lạnh lùng nói con bé này, con vẫn còn tức giận vì chuyện của Diệp Thu sao? Cái thằng ăn hại đấy có gì tốt mà con lại nặng tình với nó như thế chứ? Xin ủng hộ chúng tôi tại chu MTGCUEI, Việt Nam. Triệu Thư Đình quắc mắt nhìn Lâm Thanh Nhã, bực bội nói. Anh ấy là chồng của con. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Là chồng thì sao? Mẹ còn là mẹ của con đây này, mẹ đã sinh ra con và nuôi con hơn 20 năm trời, vậy mà con lại ăn nói như thế với mẹ chỉ vì cái thằng ăn hại đó sao con nói đi con muốn mẹ hay là muốn thằng vô dụng kia vẻ mặt triệu thư đình trầm xuống có phần tức giận nói ngay khi bà ta dứt lời đám người nhà họ lâm cũng chú ý đến phía bên bọn họ nhưng lại chẳng một ai đứng ra khuyên can ngược lại đều chỉ nâng ly rượu chuẩn bị xem kịch hay mẹ 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 muốn con phải trả lời câu hỏi này mẹ như thế nào chứ Lâm Thanh Nhã cao mày. Trả lời thật lòng, con chọn cái thằng ăn hại Diệp Thu kia hay là chọn mẹ con, nếu con chọn thằng ăn hại Diệp Thu kia, vậy thì bây giờ mẹ sẽ tới nhà họ tiêu tự thú, nói mẹ là người giết tiêu thần, đổi Diệp Thu kia về cho con. Triệu Thư Đình vô cùng tức giận nói. Sau đó, bà ta định đứng dậy. Thấy thế, sắc mặt Lâm Thanh Nhã cũng thay đổi, cô vội giơ tay kéo Triệu Thư Đình lại, giải thích mẹ, con không có ý đó, Sao con có thể bảo mẹ đi đổi Diệp Thu về được chứ? Mẹ là mẹ của con mà, dù con sống thiếu ai cũng không thể sống thiếu mẹ. Vừa nghe vậy, trên gương mặt Triệu Thư Đình lúc này mới lại lộ ra nụ cười, bà ta giơ tay xoa đầu Lâm Thanh nhã, cười nói ừm, ngoan, thế mới con gái ngoan của mẹ chứ, con có thể nghĩ như thế là rất đúng đắn, Diệp Thu kia cũng chỉ là một đứa an hại mà thôi, mất thì mất cũng có sao đâu. Lát nữa mẹ sẽ đích thân chọn cho con một người chồng với điều kiện của con, cho dù là cuộc hôn nhân thứ hai cũng sẽ có rất nhiều người đàn ông xuất sắc tranh giành đến sứt đầu mẻ chán để lấy được con, sao con lại phải lãng phí thời gian của mình vào thằng vô dụng đó chứ? Đúng đấy tiểu nhã, cháu nên nghe lời của mẹ cháu thì hơn, bà ấy sẽ không hại cháu đâu, cái thằng vô dụng Diệp Thu kia thật sự chẳng xứng với cháu gì cả. Dì của Lâm Thanh Nhã ngồi bên cạnh cũng lên tiếng thuyết phục cô. Bình thường bà ta có quan hệ riêng tốt nhất với Triệu Thư Đình, Lúc này, tất nhiên bà ta sẽ nói giúp Triệu thư đình rồi. Tiểu Nhã, theo bác thấy, ban đầu cháu kết hôn với Diệp Thu kia chính là một sai lầm vô cùng lớn, với điều kiện của cháu, chọn một cậu ấm của một đại gia tộc để kết hôn vẫn còn dư giả nữa là. Nếu thế thì những người khác trong nhà họ Lâm chúng ta cũng có thể được thơm lây, ấy vậy mà cuối cùng cháu lại chọn một đứa vô dụng như thế, nhà chúng ta chẳng được tí lợi lộc nào cả, ngược lại hôm nay nó còn gây ra họa lớn như thế hại tất cả chúng ta còn phải lo lắng sợ hãi cùng nó một phen nữa sau này con chọn chồng ấy tuyệt đối đừng có tùy hứng như thế nữa con hại mình con thì không sao nhưng mà đừng hại cả nhà họ lâm chúng ta bác của lâm thanh nhã cũng nói với thái độ móc nghỉa chọn chồng như thế nào là việc của riêng cháu gì và bác không cần lo đâu ạ à? lâm thanh nhã cau mày lạnh lùng nói ôi con bé này sao lại không chịu nghe người lớn khuyên bảo như thế chứ bà bác và dì rất không hài lòng với thái độ của lâm thanh nhã cháu xin lỗi tính cháu là thế đấy mọi người cứ ăn đi cháu xin phép đi trước lâm thanh nhã nói rồi trực tiếp đứng lên định rời đi dù sao một bữa cơm thế này cô thực sự không thể chịu nổi thêm một phút nào nữa tuy nhiên đúng lúc này lâm vĩ lại cầm một ly rượu vang đi tới chặn đường lâm thanh nhã chị gái tổng giám đốc của tôi ơi giờ chị đang định đi đâu thế Lâm Vĩ hỏi với một nụ cười mỉa mai. Không liên quan đến cậu, tránh ra." Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. "Muốn đi à? Được thôi, nhưng chị phải thực hiện cho xong vụ cá cược giữa chúng ta trước mặt mọi người cái đã." Lâm Vĩ đắc chí nói. "Bây giờ còn chưa đến buổi chiều." Lâm Thanh Nhã nói với vẻ mặt lạnh lùng. "Chương 420, vợ ơi, anh về rồi đây." Ha ha ha. Lâm Vĩ ngẩng đầu phá lên cười một cách khinh bỉ sau đó cậu ta nhìn lâm thanh nhã bằng vẻ mặt khinh thường nói lâm thanh nhã ơi là lâm thanh nhã đừng tự lừa dối mình nữa diệp thu đã bị dẫn đi mấy tiếng đồng hồ rồi nếu anh ta có thể quay lại thì đã quay về từ lâu rồi lâu như thế mà còn không quay lại chứng tỏ anh ta đã chết rồi chị làm ơn đừng có ngây thơ nữa có được không mau thực hiện cá cược đi đừng nghĩ đến chuyện chơi xấu anh ấy sẽ quay trở lại lâm thanh nhã vẫn lạnh lùng nói về cái đít lâm thanh nhã chị đừng vô liêm sỉ như thế, tôi nể mặt bác cả nên mới gọi chị một tiếng chị, đừng có quá quát, rõ ràng là chuyện không thể xảy ra, chị lại cứ cố chấp là thế nào hả, tôi bảo Diệp Thu chết rồi tức là đã chết rồi, mau tuyên bố nhường lại vị trí tổng giám đốc cho tôi đi, nếu không, đừng trách tôi trở mặt. Nét mặt lâm vĩ chợt xa sầm hoàn toàn mất kiên nhẫn, cậu ta tức giận hét lên. Đúng đấy, thanh nhã, dám chơi dám chịu, cháu cược với Tiểu Vĩ trước buổi trưa nếu Diệp Thu không quay về thì sẽ nhường vị trí tổng giám đốc lại cho Tiểu Vĩ, bây giờ đã sắp 11 giờ rồi, còn chưa tính là buổi trưa à. Đã lâu như vậy rồi mà Diệp Thu vẫn chưa về, chẳng phải đã đủ để chứng minh rằng nó chết rồi sao? Bố của Lâm Vĩ, Lâm Thế Hải, cũng vội vã chạy đến phụ họa. Phải đó, Lâm Thanh Nhã, cháu làm chị thì nói lời phải biết giữ lời chứ, già trẻ lớn bé của cả nhà họ Lâm đều đang nhìn đấy, đừng có nuốt lời lưu phương mẹ của lâm vĩ cũng cười khẩy nói hai tiểu nhã dám làm dám nhận con nên thừa nhận đi lâm thanh sơn thở dài bất lực nói mặc dù ông ta cũng rất muốn nói giúp con gái mình nhưng ông ta thấy diệp thu đã chết là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi đúng đấy con gái trước tổng giám đốc này con không làm cũng không sao vừa hay con có thể ở nhà chuyên tâm chọn lại chồng triệu thư đình cũng ùa vào khuyên nhủ anh ấy sẽ quay trở lại. Lâm Thanh Nhã vẫn kiên quyết. Chị! Lâm Vĩ giận dữ chừng mắt nhìn Lâm Thanh Nhã, sau đó quay lại nhìn Lâm Quốc Đống xin trợ giúp. Ông nội, ông giúp cháu phân xử đi, chị cháu cá cược, bây giờ lại không chịu nhận, ông nhất định phải đòi công bằng cho cháu. Nghe vậy! Lâm Quốc Đống cao mày suy nghĩ trong chốc lát. Tuy ông ta khá thiên vị Lâm Vĩ, nhưng là gia chủ của một nhà, ông ta phải tỏ ra công bằng. Vì thế ông ta nói, thế này đi, đợi thêm nửa tiếng nữa nếu như nửa tiếng sau diệp thu vẫn không trở lại thì sẽ thực hiện cá cược tất cả đều không có ý kiến gì chứ nếu lâm quốc đống đã nói như vậy đương nhiên lâm vĩ cũng không thể nói gì khác trái lại cậu ta cho rằng diệp thu đã chết chắc rồi dù đợi thêm nửa tiếng nữa cũng không thành vấn đề vì vậy cậu ta gật đầu đồng ý và nói cháu không có vấn đề gì thanh nhã cháu có đồng ý không lâm quốc đống nhìn lâm thanh nhã và hỏi cháu đồng ý lâm thanh nhã thản nhiên nói ừ lần này cháu không thể hối hận nữa đâu nếu không ông cũng không giúp nổi cháu lâm quốc đống rất nghiêm túc nói cháu biết lâm thanh nhã gật đầu đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống thấy thế lâm vĩ cũng liếc nhìn lâm thanh nhã bằng vẻ mặt khinh thường trong đôi mắt của cậu ta toàn là sự đắc chí theo cậu ta thấy Vị trí tổng giám đốc này đã là vật trong túi của cậu ra rồi. Lần này, có ông nội Lâm Quốc đống ra mặt. Dù Lâm Thanh Nhã có muốn nuốt lời thì cũng không thể nuốt lời được. Điều này cũng khiến trong lòng cậu ta cảm thấy rất hưng phấn, cậu ta quay trở lại bàn tiệc, nên ăn thì tiếp tục ăn, nên uống thì tiếp tục uống. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, nửa tiếng đã chỉ còn lại có mấy phút. Lâm Vĩ nóng lòng đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Thanh Nhã vẻ mặt đắc chí nói lâm thanh nhã bây giờ chắc chị không còn gì để nói nữa rồi đi chỉ còn vài phút nữa thôi nếu diệp thu có thể quay lại thì anh ta đã quay lại từ lâu rồi nhưng đến giờ anh ta vẫn chưa quay lại điều đó có nghĩa là anh ta đã chết lâu rồi chị còn không mau ngoan ngoãn nhường vị trí tổng giám đốc lại cho tôi đi dám cược dám nhận đừng cố chấp vô nghĩa nữa sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi lâm thế hải cũng vội hùa theo nói cái thằng Diệp Thu ăn hại kia chắc chắn đã chết từ lâu rồi, tuyên bố nhanh lên đi, đừng có lề mề nữa, hay là cháu còn muốn nuốt lời trước mặt tất cả mọi người. Lưu Phương khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Nhã, cười khẩy nói. Trong phút chốc, đám người nhà họ Lâm còn lại cũng nhao nhao lên tiếng, đúng đó, thua thì phải nhận chứ, nhìn tình hình bây giờ là biết đứa vô dụng đó chắc chắn đã bị nhà họ tiêu xử lý rồi. Ha ha, không chừng bây giờ thằng Diệp Thu vô dụng đó cũng đã bị trôn xuống đất rồi ấy chứ, mau nhận thua đi nhà họ tiêu là nơi đầm rồng hang hổ một đứa ăn hại như diệp thu vào rồi sao có thể ra được nữa chứ lâm thanh nhã mau thực hiện cá cược đi hiển nhiên tất cả mọi người đều cho rằng diệp thu chết chắc rồi trong ván cá cược này người thua là lâm thanh nhã mà vợ chồng lâm thanh sơn và triệu thư đình cũng nghĩ như vậy vì thế lúc này bọn họ cũng không thể nói đỡ cho lâm thanh nhã thanh nhã sắp hết nửa tiếng rồi xem ra diệp thu thật sự không thể quay về được rồi cháu nên thực hiện điều đã cược đi lâm quốc đống nhìn lâm thanh nhã và nói với vẻ mặt nghiêm túc nghe vậy lâm thanh nhã quay đầu lại và liếc nhìn về phía cổng biệt thự cô đã nghĩ rằng ngay giây tiếp theo diệp thu sẽ xuất hiện ở đó với nụ cười xấu xa trên môi và nói với cô rằng vợ ơi anh về rồi chỉ tiếc là lúc này ở cánh cổng lớn không có gì cả không có ai ở đó hết điều này khiến trái tim lâm thanh nhã bỗng cảm thấy đau nhói tuy cô rất không cam tâm nhưng lúc này cô cũng vẫn phải chấp nhận sự thật có lẽ diệp thu thực sự không thể quay trở về nữa rồi nghĩ đến đây lâm thanh nhã hít sâu một hơi sau đó quay đầu nhìn lâm vĩ nói nếu đã như vậy tôi dám cá dám nhận thua từ hôm nay trở đi vị trí tổng giám đốc của tập đoàn lâm thị sẽ do vợ ơi anh về rồi này tuy nhiên đúng lúc này một giọng nói quen thuộc đột nhiên vọng vào từ bên ngoài biệt thự điều này khiến lâm thanh nhã và tất cả mọi người trong biệt thự đều sửng sốt bọn họ lập tức quay đầu lại nhìn về phía cổng biệt thự lọt vào mắt bọn họ chính là diệp thu đã bị tiêu phúc đưa đi trước đó lúc này anh đang đi về phía biệt thự với nụ cười trên môi hơn nữa trông còn có vẻ tràn trề sức sống lắm hoàn toàn không bị làm sao cả trong khoảnh khắc mọi người đứng được mặt ra như thể kẻ mà họ nhìn thấy là một con ma ấy bởi vì trong suy nghĩ của họ diệp thu bị nhà họ tiêu dẫn đi mấy tiếng đồng hồ liền đều không có động tĩnh gì cho nên bọn họ chắc chắn diệp thu đã bị nhà họ tiêu bí mật xử lý rồi vậy mà bây giờ diệp thu lại trở về bình an vô sự điều này nằm ngoài dự liệu của bọn họ nhất là lâm vĩ con người của cậu ta chừng lớn như sắp rơi ra ngoài lúc này cậu ta còn tường mình gặp ảo giác vội vàng rụi mắt đồng thời lòng thầm cầu khẩn đây là ảo giác tuyệt đối không phải là thật sau đó cậu ta lại mở mắt ra và nhìn bóng hình của diệp thu vẫn ở đó audio điện tử võ tấn bền